Sao anh không bắt máy? Lấy cho em cây thuốc dây chỗ cái cây thông hả? Với cái bịch thuốc ngay chỗ cái xong xong gỗ mới đem mới mua gì hả? Hello, hello mấy chị nha. Hello mấy chị. Hôm nay mấy chị chết trên cành cây luôn. Hôm nay mấy chị chết la chết lết với cái lô quần rin này về luôn. Lô quần rin này là 280.000 nha mấy chị nha. 280. Lô nào mà giá rẻ em bán cho mấy chị rẻ. Lô nào mắc thì em tính cho mấy chị mắc ha. Lô nào rẻ thì bán rẻ, lô này mắc thì bán mắc nha mấy chị nha. Lô này 280, còn cái lô 200 thì còn rin bạc thôi. Nói chung là mấy chị ưng cái nào thì mấy chị hốt ha. Chứ em không có bắt buộc là mấy chị phải mua rin đó không có nha mấy chị nha. Không có ha. Cho em xin nút chia sẻ đi. Để dành đồ mới đây mà ba sọt đồ rồi mấy chị. Ngày nào mà tôi chụp hình cái để dành đồ 1 khúc à. Cho em 1 phút nha mấy chị. Mới lấy hàng về nó đóng lâu quá trời. Trưa mà lên rin là buộc lòng phải chậm à. Chứ không có mau được ha. Trưa mà lên rin là buộc lòng phải lai chậm à. Không có lai mau được mấy chị. Không biết làm sao cứ đờm nằm cằn cổ chứ cứ ho hoài. Không dám uống miếng nước nóng lạnh luôn mấy chị. Đấy, trưa thèm miếng nước thèm miếng nước mía. Hấp ké của anh Phước miếng trò nó đã quá trời luôn. Cuộc đời người phụ nữ không bao giờ thả tóc. Hôm nay mà thả tóc rồi vậy cho nó có màu có miệng chút vậy á. Chứ không bao giờ thả tóc được á. Trời thấy mấy đứa tuổi teen nó like view lần 500, 400 mình ghiền ghê. Kệ bán edit cũng được. Bán edit mà khách của mình mua bill còn 5-7 cái không cũng được mấy chị. Người phụ nữ. Trời ơi. Chị định thứ hai chị đi khám hậu. Chị đi khám Covid nè. Chị đi khám hậu Covid nè Nhân. Chứ không. Thằng em hồi bữa mất cái mình thấy nó mình sợ quá trời luôn Nhân. Mới 26 tuổi. Hết từ 26 Tết rồi mấy chị. Mà hậu Covid mà nó gây như vậy á. Rồi, lên đồ nha. Em có mấy cái lễ lễ như thế này nè. Mấy lễ lễ để mấy chị tập aerobic hoặc đi bộ. Thì mấy chị tranh thủ chốt mấy cái này trước ha. Nè, áo lính thì em một cái. Áo lính này thì em một cái, mấy chị một cái nè. Em một cái. Mặc dưới sọt nha, Đỗ Quỳnh Như. À, nó hơi mắc một chút tại mua lẻ 160.000. 160.000 là em bán em lời 10.000 tiền xăng. Em nói thiệt. Nè nó bán 150 nè mấy chị ha. Tại vì em thích. Tại vì em thích quá thôi nha. Đây em cái. Đỗ Quỳnh Như vớt một cái đi Đỗ Quỳnh Như. Đó chị một cái. Mày một cái đi. 160 nha. 160 nha quý vị nha. Có một con thôi. Em con mấy chị một con. Tại nó đâu có hàng đâu. Nó có hai con lẻ à ha. Chị nào chốt chốt đi lời 10.000. 160. Con này mà mặc với sọt em đảm bảo với mấy chị là hơi bị nhức nách luôn. Con này là bận với sọt là em nói thiệt với mấy chị nè, vải co giãn nè ha. Con này mà mặc với sọt một phát chết đứa đừng đư luôn mấy chị nè ha. Đây. Ôi, form không có dài nha. Form không có dài nha. Mặc với sọt vô một phát hoặc là mặc với rin rách một phát. Em nói với mấy chị đẹp nhức nhói luôn. Đẹp nhức nhói con này luôn mà vải mềm nữa chứ. Vải mềm dữ dằn lắm. Chị nào chốt chốt ha. Chị nào chốt chốt giúp em. Quần này trăm, quần này cũng 160.000 nè. Quần này cũng 160 nè. Đó. Ai mà lấy quần này đi tập thì lấy đi nha. Vải rất là đẹp ha. Ý một con. Chị nào 90-95kg thì lấy con bự hơn. Con đây. Chị nào 90-95kg thì lấy con xám. Xám hồng. Đây là con xám xanh. Chị nào 90kg lấy con xám xanh. Áo lính của Đỗ Quỳnh Như nè. Có một con à Như ơi. Có một con duy nhất trong cuộc đời thôi ha. Con này mà về mặc với sọt với mang giày thể thao một phát. Trời ơi tôi đang. Đỗ Quỳnh Như nè. Đỗ Quỳnh Như 160. Cái size mà quần xám. Xám mà lưng đen á là size dưới 80-82kg thôi ha. Đây nè. Này là dưới 80-82kg, dưới 83-84kg nè. Xám đen.
Còn mấy chị mà 90 chín mấy ký thì lấy cái xám hồng hoặc xám xanh. Quần này cũng 160 nha mấy chị nha. Quần này cũng 160 mà có nhiêu đây à. Ha. Có nhiêu đây thôi. Rồi cho em xin lượt chia sẻ nha quý vị. Mấy chị chấm chấm lên giùm em cái. Thấy có mình Đỗ Quỳnh Như bình luận rồi. Rồi lên quần nha. Quần dài là 280, quần sọt là 220. Của bên này là cứ vậy mấy chị. Nhưng mà nói nghe nè, hàng nào cũng là hàng độc hết đó mấy chị. Mỗi mẫu nó có 1 con, 2 con à. Cho nên chế nào mà vừa là cứ chốt cho em đi ha. Em nói thiệt với mấy chị chứ ngày hôm nay chắc mình em 10 con quá. Nói thiệt luôn. Quần này dòng bụng 110 nè. Quần này là chị nào 90 kg. Má em định đi giấu. Em định đo xong rồi em quăng qua em giấu. Quần này chị nào mà 90 kg vừa nè. Trời ơi quần này em 110, 112 luôn nè. Dễ gì đi kiếm con quần hàng xuất size bự gì mấy chị. Dễ gì mấy chị đi kiếm con quần hàng xuất size bự vậy. 220 của chị Vương Hằng. Trời ơi chị Vương Hằng trúng luôn á chị Hằng. Em nói chị Hằng nghe là thứ nhất vải zin rất là dày nè. Thứ hai form rất là đẹp nè. Trời ơi chị Vương Hằng. Chị Vương Hằng chốt được con này em còn mê nữa luôn á. Thiệt chị Vương Hằng chốt được con này em còn mê chứ đừng nói chi mấy chị ha. 220 của chị Vương Hằng nè. Co giãn như có đúng một con không co giãn mà con đó nha. Con đó mà chị nào mặc được là con đó chị đó dùng từ là dùng từ hơi bị may mắn luôn. Nó làm form đẹp lắm Như. Quần này co giãn hết nha. Hôm nay quần co giãn hết. Hôm nay sọt với rim đều co giãn hết á. Sọt với lại dài đều co giãn mà vô. Hello chị Thảo Lục. Trời ơi. Bả khách mới mà bả nhí nhảnh lắm. Bả khách mới nè. Chị Vương Hằng về cầm con quần 220. Chị Vương Hằng mê mẩn luôn. Nói thiệt. Em nói thiệt đó. Tiếp tục nè. Tiếp tục nè ha. Nè nha. Thấy chưa. Thấy quần hàng xuất của người ta hàng trời giật với quần hàng xưởng không. Đợt này không bán hàng xưởng. Thiệt mà em sale hết hàng xưởng. Em không có nhập hàng xưởng gì nữa đâu. Lâu lâu nhập lô 7 tấc với lô 9 tấc thôi. Quần này eo 88. Quần này eo từ 85 đến 88. Quần này co giãn ít. Quần này eo 85 đến 88. Quần này cũng 220. Eo 85 nè. Đến 88 nè. Quần này khoảng cỡ 65 kg nè. Quần sọt này khoảng cỡ 65 kg. Chế nào chốt sọt 65 kg. Chốt giùm em sọt 65 nè Quỳnh Như. Nếu mà em vừa con này là em hốt cho chị. Y chang mấy cái con mà chị hay mặc chụp hình đó coi nè. Em thấy nó rất dày đúng không? Em thấy nó rất dày đúng không? Nhưng mà thực sự nó là lớp ngoài. Nó là một cái lớp ngoài. Và ở trong nó có tiếp một cái lớp nữa nè em thấy không? Ở trong nó có tiếp một cái lớp nữa. Và ở trong nữa thì nó là cái quần. Đó. 220 mà chủ yếu chị nào mà vừa eo quần này nè. Chứ con quần này là em me nó rồi. Quần này là eo 86. 48 là 86. Quần 48 là 96. Quần này là em gần vừa đó mấy chị. Quần này là em vừa nè. Em thiếu 2cm. Eo 96 quần này. Quần này là đổ hình như vừa nè. Trời ơi con này mà mặc lên là y chang mấy cái con mà em hay mặc chụp hình buổi tối kèm với lại áo thun á. Quần này eo 96 nha. Quần này chỉ có đúng một con ngày hôm nay là con này không co giãn thôi ha. Eo 96 này là khoảng cỡ 75 kg nè. Eo 96 khoảng cỡ nha. Còn mấy chị vòng bụng vòng eo thì tùy. Tùy mấy chị ha. Tiếp tục nè. Quần này co giãn mấy chị thấy phơm quần đẹp không. Phơm quần đẹp, màu quần đẹp. Trời ơi, chết chứ không sống nổi đâu nha. Phơm quần đẹp. Chốt cho Đỗ Quỳnh Như nè 220. Mấy con này nói thiệt nha. Hôm nay toàn hàng tuyển không luôn á mấy chị. Em nói thiệt là hôm nay toàn hàng tuyển không. Hello chấm chấm lên giùm em nha mấy chị nha. Đỗ Quỳnh Như nè 220. À, lấy sọt kèm số ký nha Hoa à, kèm cái ký eo nha. Kèm cái eo nha Như ơi. À Hoa Hải Đường ơi. Hello chị Lê Mai. Hello chị Lê Mai. Đây. Mấy chị coi giúp em ha. Thôi. Con này giờ đo eo nè. Con này chắc con cỡ 70-75 kg. Con này eo 92 mấy chị. 90-92. Eo này là 90-92 nha mấy chị nha. Eo này khoảng cỡ 70 kg, 72 kg nè. Eo 90-92.
eo 90 đến 92 đó, mấy chị chốt quần là chốt giùm em. Nay đồ vải mát nha. Từ từ sẽ hoàn thiện á ngon. Mình từ từ mình sẽ hoàn thiện từng mẫu nha em. Ví dụ cái nào chưa mát thì cứ nhắn tin cho chị ha. Nào chưa mát, eo 90 chị Mai lấy. Trời ơi con quần này nó đẹp lắm chị Mai ơi. Nó đẹp mà cái vải nó mê lắm. Chị Lê Mai nè, eo 90 đến 92 220 nè. Em sẽ về cho mấy chị lô 7 tấc hàng xưởng thôi. Chứ nay em không có nhập hàng xưởng nha. Chị Lê Mai khách cũ khách mới cho em 3 số điện thoại đuôi sau nè. Chị Mai ơi cho em 3 số điện thoại đuôi sau nha. Eo 95 mông 120, mông là khỏi đo luôn ho hải đường. Tại vì vải này nó co giãn dữ lắm. Mà cái đặc điểm của hàng xúc á, chế nào chưa mặc hàng xúc nghe em nói cái đặc điểm nè. Đặc điểm của quần hàng xúc á, sao không có. Hồi tối qua thêm sau cùng cho chị Hiệp Hình rồi nha. Tối qua thêm sau cùng cho chị Hiệp Hình sửa cái bill lại rồi, chụp lại cho chị Hiệp Hình rồi nha. Lê Mai 139 nè. 139. Cái đặc điểm của hàng xúc á, khách lấy rồi chị Hạnh. Quần sọ ít lắm, đặc điểm của hàng xúc á là bữa áo dài hơi rộng nhưng đẹp xuất sắc luôn. Áo dài đó là may cho chị á Như, chứ có một cái à. Nè. Nè mấy chị coi xanh bạc nè, đẹp không? Xanh bạc. Đặc điểm của hàng xúc là mấy chị càng mặc càng mới, mặc hoài mặc 1 năm cái quần mấy chị giặt nó cũng đẹp nữa. Rồi eo 90, quần này eo đúng 90 là xanh bạc 90. Má form quần đúng đẹp luôn mấy chị. Form quần với lại kiểu đúng đẹp luôn. Eo 90. Con này eo đúng 90 nè. Chế nào chốt eo 90 chốt giùm em eo 90. Eo 90 coi giãn nha. Sọt có size em không hả? Kim Anh eo nhiêu ta? Trời ơi vải đẹp quá. Vải đẹp. Nè tiếp tục nè mấy chị. Nè mấy chị thấy quần hàng xúc không? Trời ơi coi nè. Chụm má nó đẹp nè trời. Chụm má nó đẹp quá trời luôn. Quần hàng xúc là cái nút nó cắt sẵn rồi nha mấy chị nha. Con này eo 95. Con này eo 95. Để mai chị đi kiếm cho mày hai con. Cái này nó có size mày nhiều lắm. Con này eo 95 nè. Trời má ơi chụm má nó đẹp nè. Con này eo 95. Nhưng mà con này hoa hải đường không mặc được. Tại cái độ co giãn của nó ít nha. Eo 95 em này. Eo 95. Eo 95 eo 95. Nè quần quá trời xuất sắc luôn. Eo 95. Tiếp tục nha mấy chị nha. Tiếp tục. Con này là rin bạc nè, con này rin bạc nè, tua ở dưới nè, ở sau túi có trầy một tí nè, ha. Con này chắc hoa hải đường dừa, con này chắc hoa hải đường dừa, không con này eo 92, 3, 4 cái, con này eo 92 nè quý vị, con này eo 92, con này chị Hạnh lấy cũng đẹp nè, eo 92, eo 92 con này chưa hoa hải đường, đợi chị chừng nào chị kêu tên em đó nha, đợi nha hoa hải đường. Con này eo 92 à. Con này eo 90, 92 nè. Rồi chị đo. Nè lên cho con mã hàng độc nè. Lên cho con mã hàng độc đẹp không? Ôi quần lai lọc nha. Quần lai lọc. Quần lai lọc, quần này ít co giãn nhưng mà form rất là đẹp. Eo 90. Nè chốt giùm em eo 90 lai lọc. Nhớ chốt cho đúng câu nha. 90 lai lọc. 90 lai lọc nha mấy chị nha. 90 lai lọc. Chị nào chốt 90 lai lọc chốt giùm em 90 lai lọc. Chị Hạnh lấy quần này nè chị Hạnh ơi. Chị Hạnh lấy quần này nè. 90 lai lọc nha. Rồi tiếp tục quần này. Nè quần này chốt cho hoa hải đường nè. Quần này chị chốt cho hoa hải đường nè. Đó. Lấy cho chị và chị Hạnh là 90 lai lọc phải không? Chị Hạnh lấy 90 lai lọc hả chị Hạnh? Hay là chị Hạnh lấy cái 92? Chị Hạnh lấy cái nào comment rõ rõ giùm em đi. Hoa hải đường nè. Có Mỹ Quyên ơi. Hôm nay quần dài có size Mỹ Quyên luôn nha. Hôm nay quần dài có size Mỹ Quyên với hoa hải đường nhiều lắm. Chị hoa hải đường nè. Ô tiền nào của đó mấy chị ơi. Thiệt luôn á. Hoa hải đường nè. 220 nè. Lựa em cái giống hoa hải đường. Ngày mai chị xuống chị lựa cho mấy cái đẹp đẹp. Mai chị đi lựa cho hoa hải. Để cho em mấy cái eo 75 hoa hải đường nè. Chị Đặng Hồng Hạnh lấy cái lai lọc đi cho nó đẹp chị. Lấy hai cái. Ủa chị có tiền không mà chị lấy hai cái vậy chị Hạnh? Chị có tiền không mà chị lấy hai cái? Hello chị Ngựa. Hello chị Ngựa.
Đang hồng hạnh nè. Trời ơi, có tiền không mà mua lần hai cái dữ trời. Đặng hồng hạnh 220. Chị thấy em bán. Chị đợi em nha. Em cui từng bao ra chứ giờ 4 bao tải lần. Em đang cui bao đầu tiên. Em đang cui bao đầu tiên nha chị. Giờ chứ giờ không có lấy cho một mình chị coi rồi. Mấy chị chục chị đợi không có. Ừ, ở em là cứ like, like tự nhiên vậy á. Chế nào vừa thì chế đó hốt thôi chứ không có like cho một người rồi bao nhiêu người đợi tội nghiệp những người còn lại á chị. Mà nhiều lúc chưa chắc chị like cho cái người đó. Chị lấy cái nào mà đừng có may ở dưới đùi. Đùi em to sợ mặt kích. Nếu mà chị mà có cái lấy cho em cái like lọc á Hoa Hải Đường thì nó cũng co giãn dữ lắm. Tin tin đi. À, Đặng Hồng Hạnh. Đặng Hồng Hạnh 220. Hay bán hàng mất dạy không bán hàng hả? Yên lên sơ mi trước để lựa còn đi làm không xem được đâu. Chị đi đi sơ mi em về ngàn cái lận. Giờ coi không kịp tí xíu coi like. Chị đi đi chị đi làm. Ủa đi làm giờ 2 giờ mấy chưa đi làm trời. Má công chức có khác mấy chị ơi. Trời ơi bữa nay chung thủy với nước nóng. Tiếp tục nha. Cái bao này là bao sọt em lên cho hết rồi lên dài nha. Cái quần này là quần lai lọc. Cũng là quần lai lọc nha mấy chị nha. Cũng là quần lai lọc. Áo yên mặt xuất sắc hả? Ủa áo này em có bán được trước em may có bán mà. Mấy chị thích thì em may lại. Nè ở bên đây nó là một cái hoa nè chị đẹp không? Đó mấy chị ưng thì em may lại chứ em bán rồi em ế rồi em sell. Đó. Eo 100 nè. Eo 100 là khoảng cỡ 75-80kg nè. Eo 100. Chị nào chốt eo 100 chốt giùm em eo 100 nha. Chị nào chốt giùm em eo 100 thì chốt eo 100 giùm em ha. Eo 100. Chị nào chốt eo 100 thì chốt ha. Nè có một con này nè mấy chị. Coi nè có một con duy nhất. Mấy cái này mấy chị lưng cao đáy dài mấy chị đừng có sợ ngắn nha. Có một con rách lỗ khoảng không vũ trụ nè. Con này chắc eo 90 quá à. Con này eo 89. Phải để 89 vậy cho phân biệt được nha. Con này eo 89 nè. Chế nào chốt eo 89 chốt giùm em eo 89 quần sọt ha. Hồi nãy có được con 101 đầu tiên á chị. Hồi nãy có được con 101 đầu tiên. Hôm nay quần dài về eo 101 nhiều lắm nha. Hôm nay quần dài về. Mai em đi kiếm lượt nữa cho chị Tâm Trương. Biết sao không nhập hàng về nhiều quá em không có tiền luôn. Đi mượn tứ bề luôn. Em có mượn chỗ 10 triệu 20 em mượn một nồi. Rồi lên quần nha. Rồi bắt đầu giờ lên quần nè mấy chị nha. Lên quần ha. Lên quần đi. Hàng về mấy chị nghĩ đi. Hàng ngày về 6-70kg 6-70 triệu. Ngày nào cũng về 6-70 triệu tiền hàng. Hàng xây ra làm gì kịp. Không kịp. Rồi lên quần rin nha. Eo 88. Em này eo 88 nè mấy chị. Nhìn nha. Mấy chị thấy chứ mà càng mặc càng sướng nha mấy chị nha. Quần em đang mặc cũng vậy nè. Rồi eo 88-89. Chị Minh Thư lấy quần sọt eo 89 phải không? Minh Thư nè, cái dài em mới đưa lên cũng eo chị Thư luôn á. Eo 88-89 nè. Minh Thư nè. Chế Minh Thư nè. Chế này mua hàng dễ thương lắm. Chế Minh Thư nè. 220 của chế Minh Thư. 220. Minh Thư. Rồi quần dài eo 88 mới đưa lên nha. Quần này eo 88 nè. Quần này eo 88 co giãn nhẹ. Nói chung là lô quần hôm nay co giãn hết. Eo 88. Chị nào chốt eo 88 chốt giùm em eo 88 nha. Cái nào chốt eo 88 chốt lên giùm em eo 88. Rồi lên tiếp nè mấy chị ơi. Lên tiếp. Cái này là lông chuột ống ống suông nè, đẹp không mấy chị? Ôi, lông chuột ống hơi bát bát luôn á. Lông chuột có một con nè. Một con lông chuột chị nào vừa nhớ lấy nha. Chị nào vừa thì nhớ lấy giúp em. Lông chuột. Lông chuột này size nhỏ. Size này 88 89 luôn nè. Chốt giùm em eo 88 lông chuột ha. Lông chuột eo 88. Lông chuột eo 88 nha. Quần dài là bữa nay là 280 nha quý vị nha.
280. Chốt giùm em lông chuột eo 88. Lông chuột eo 88 nè. Hôm nay mua mệt nghỉ luôn. Nói thiệt, hôm nay mấy chị mua mệt nghỉ luôn á. Rồi lên tiếp nè mấy chị. Chút nữa có cái lô quần cái size lớn để nó. Rồi tiếp tục mấy chị. Nè coi giùm em nè. Coi giùm em cái độ rách của nó nè. Trời ơi, em nói thiệt á, gu của em không luôn á mấy chị. Gu của em không luôn mà rin xúc này, cái vải rin nó đã lắm. Ủa ai lấy thuốc dây em rồi ta? Chị có size 65kg. Đây chị nghe Phan, size em đang đưa là size 65kg á, eo 88, 89 là size chị á, size size 32 thì eo khoảng. Chị Thúy Nguyễn cứ lên chiều cao cân nặng đi. Eo 88 là chị Thúy Nguyễn 60-65kg cũng vừa đó. Ha. Con này là eo 92 nè. Con này eo 92. Eo 92 này khoảng cỡ 70kg nè. Khoảng nha. Em nói chữ khoảng nha, chứ thật sự mấy quần đây mấy chị càng mặc ôm nó càng đẹp. Tại vì càng mặc ôm một hồi 5-10 phút sau là nó ôm, nó giãn, nó ôm vô vừa người mình là nó không có tuột. Eo 92 chị nào mà vừa eo 92 là mấy chị đã khoái khoái chạy nước miếng. Trời ơi đẹp không? Trời ơi, mấy con quần này mấy chị đưa lên mấy chị thấy không đẹp ha. Một khi mà em chụp hình lên là mấy chị đều hỏi. Các chị nghe Phan cái này cũng vừa nè. Em một cái 63kg mà em mua trừ hao. Chị nghe Phan, chị nghe Phan cái 63kg hả? 63kg chị muốn lấy xanh lấy gì? Chị muốn lấy màu gì? Eo 92 của chị Ngọc Giang nè, con này đẹp quá à. Con này đẹp thiệt luôn á. Con này shop bán 350 lượng đó chị Giang. Con này của chị Ngọc Giang nè. Con 92 này đẹp quá à. Con 92 này đẹp quá trời luôn á. Chị ngồi nghe Phan đợi em một chút nha. Ngọc Giang. Trời ơi con eo 92 đẹp quá à. Ngọc Giang nè. Live stream là bởi vì em cũng có live buổi tối được không vừa. Đợi tí xíu đi Hoa Hải Đường, hôm nay cả mấy trăm quần lận. Hôm nay quần nhiều lắm, Hoa Hải Đường nhiều mẫu lắm. Hoa Hải Đường đợi, chị nghe Phan đợi tí nha. Rồi em lôi quần lên em chốt cho chị nghe Phan. Nghe Phan nhớ vô chọt ngón tay cho em nha. Nè, Hoa Hải Đường quất con này nè, không coi giảng mà đẹp không? Trời ơi coi nè. Coi quần không coi giảng nè, cái này size Hoa Hải Đường. Size này là size của Hoa Hải Đường. Size này là eo 95 đến 100. Rồi. Mấy chị ơi coi con quần không coi giảng mà đẹp, không có rách mà đẹp không? Eo 95 đến 100 nha. Quần này về mấy chị chỉ có mê thôi. Quần này shop bán 360 nè. Eo 95 đến 100. 102 eo cũng vừa nha quần này ha. Quần này eo 102 cũng vừa. Má ơi con quần đẹp quá. Má ơi con quần không coi giảng mà đẹp quá trời luôn. Đẹp xuất sắc luôn mấy nụi ơi. Đẹp xuất sắc ha. Đây. Không coi giảng nè. Nha mấy chị nha. Không coi giảng nha. Không coi giảng. Quần này nhỏ hơn nè. Quần này eo 90 mấy nè. Quần này là eo 95 nè. Quần này là eo 95 nè ha. 95, 96. Ok chị Trần Tuyền nè. Ok chị Trần Tuyền. Chị Trần Tuyền nè. Trời ơi quần hôm nay mấy chị về mấy chị sẽ khoái khoái chảy nước miếng luôn á. Rồi không rắc eo 95-96. Chế nào chốt giùm em nha. Không rắc eo 95-96. Yên ơi mấy cái đầm hoa hai trước còn không. Yên ơi mấy cái đầm hoa hai. Trời ơi hỏi cái này là em xỉu á. Hỏi kiểu này là em xỉu. Làm sao mà nhớ được. Mấy chị thấy một ngày em về biết bao nhiêu đồ không? Mấy chị thấy một ngày em về bao nhiêu đồ mấy chị hỏi kiểu vậy là em thua. Ha. Hết 92 rồi. Quần này là eo 95-96. Không rách nha. Bà Hoa Hải Đường bà phái rách. Để ngồi im luôn. Lông chuột nè. Lông chuột nè ha. Đây. Mấy chị thấy bát lông chuột đẹp không? Lông chuột.
Lông chuột này eo không có lớn nha. Lông chuột này eo không có lớn. Lông chuột này eo 90 nè. Eo 90 lông chuột. Chị nào chốt lông chuột eo 90 thì chốt lông chuột eo 90 nha. Hồi nãy có một cái con lông chuột eo 88, còn đây lại lông chuột eo 90. Lấy em coi dạng ống suông mà ngầu ngầu mới chịu đợi. Có ống suông luôn nha. Nói chung lô quần hôm nay về sướng lắm. Hoa hải đường, nói thiệt lòng. Vui tiếc ha. Vui tiếc. Mua hết tiền luôn. Mua từ từ thôi chị. Nhớ là để dành tiền mua hàng shop em nha chị. Chứ không nhà em đói chết mẹ luôn. Thiệt. Chứ không nhà em là đói chết mẹ luôn. Quần này là không có rách nè. Không có rách mà có viền trắng nè. Đó. Các chị thấy quần không rách xanh đậm đẹp không? Quần không rách xanh đậm. Bởi vậy em mới sale hết hàng xưởng mà em sale lỗ để em lấy tiền gì em đi hàng là vậy á mấy chị. Nói thiệt lòng mà. Rồi cái này eo 90 đến 92 nè. Này eo 90 đến 92. Eo 90 đến 92. Không rách nha, 208. Mấy chị ngồi chờ em nha. Chờ em. Ha. Rồi qua đây. Này không rách nè, để riêng cho mấy chị không rách. Để khui lần 2-3 quần song song. Chị nghe fan gì hồi nãy đâu, mất bài ba còn ở đây không? Chị nghe fan ơi. Chị nghe fan còn ở đây không? Con này eo 88 nè. Con này chị nghe fan hồi nãy vừa mà chị nghe fan còn ở đây không ạ? Chị nghe fan ơi. Chị còn ở đây không? Chị vô chị chọt ngón tay lên cho em nha. 63kg của nghe fan mới thấy chị nghe fan. Chị nghe ơi. Vô chọt giùm em ngón tay lên nha chị. Chọt giùm em ngón tay lên con quần này ha. Đây. Ôi 63kg. Nhớ em dặn mấy chị nha. Quần này về là mấy chị mặc kéo từ từ lên. Chứ không phải như vô quần ống suông mà rộng kéo một phát một vô hồi đứng dậy ngồi xuống. Cái quần nó không có ôm vô chân, nó không có đẹp. Mấy chị nhớ em dặn nha. Mấy chị nhớ kỹ em dặn nha. Chị nghe fan nè. Nghe fan đâu rồi? Cho em một quần còn đã. Eo 90 không rách của Vivi. Vivi đợi em nha. À, cho em coi quần không rách. Ôi chị tươi đòn đợi em tí xíu. Chị nghe fan nhớ vô chọt ngón tay. Chị nghe fan khách cũ hay mới vậy? Cho em ba số điện thoại đuôi sau đi. Cho em ba số điện thoại đuôi sau của nghe fan giùm em. Cái quần không rách eo 90 của Vivi nè. Đó. Của Vivi. Hình như Vivi này ở thành phố ha. Cũng tối qua làm view Vivi mà quên. Của Vivi nè. Đợi lô cài áo về nha mấy chị. Đợi lô cài áo về. Vivi 208 nè. Nghe fan khách cũ cho thì khách cũ cho em ba số điện thoại đuôi, còn khách mới thì inbox cho em nha. Em đang like sen 2-3 quần á. Quần này cũng size nhỏ nè mấy chị. Quần này cũng size nhỏ nè. Quần này size nhỏ xíu. Xem rút cái này size nhỏ vậy ta. Cái này size nhỏ xíu nè. Quần này eo 80 à. Quần này eo nhỏ quá mấy chị ha. Quần này nhỏ quá, eo 80 à. 80-82 nè. Quần này là eo 80-82. Chế nào chốt quần eo 80 đến 82 chốt quần này nha. Eo 80 đến 82. Quần này là ở dưới là lai xăng lên nè mấy chị ha. Quần này ở dưới là lai xăng lên. Mấy chị lưu ý nha. Quần này cũng là xanh đậm không rách nè. Xanh đậm không rách. Nghe ơi, nghe còn đó không? Ồ, bảy tóc. Chị hôm nay có, chị Phượng Phượng hôm nay không có rin bảy tóc, không có rin chín tóc nha chị Phượng. Chị Phượng muốn rin bảy tóc, chín tóc đó là chị Phượng đợi em. Chị Phượng 100kg phải không? Em có lô chín tóc hàng xưởng tối em sale cho. Chín tóc này cái form nó cũng dài chứ không ngắn đâu chị. Quần này là không rách nè. Xanh đen không rách nè. Em nói thiệt mấy chị mặc mấy cái phơm quần này nó khác một trời một vực với hàng xưởng luôn. Hứa với mấy chị luôn. Hứa luôn. Cái này eo 96 nè. Eo 95 đến 98 nè. Eo 95 đến 98 quần này. Chị nào chốt quần không rách eo 95 đến 98.
Quần này nếu chị nào eo 100 vẫn vừa, bằng em vẫn vừa ha. Đây, đây nha. Quần này không rách, eo 95 đến 98. Hello chị Huyền, đang ở Hà Nội hả chị? Lên quần ống suông. Chị biết sao không? Chị tư đồ nó về lần 200 quần á, để lộn xộn, em không có biết cái quần nào là ống suông, cái quần nào ống bát hết trơn á. Cho nên mình cứ ngồi từ từ mình mua đó chị tươi đòn. Chứ quần, bởi vậy em nói là tại sao em không có like quần rin buổi tối là vậy á. Tại tối khách đông á, mà mình like vậy cái em mọi người ngồi chờ, cho nên em hay like quần rin buổi trưa nha. Rồi tiếp tục nè mấy chị, đẹp không? Rin bạc nè, mấy con này là em thường hay mặc nè. Mấy con này là em thường hay mặc nhất nè. Rồi rin bạc. Rin bạc này eo nhiêu? Rin bạc này là rin bạc sơn nha. Eo này là eo 96, eo 95 đến 98. Rin bạc này dính sơn nè, mấy chị thấy dính sơn không? Rin bạc sơn nha mấy chị nha. Rin bạc sơn đây nè. Thấy bạc sơn không? Đó, rin bạc sơn. Chị nào chốt rin bạc sơn chốt giùm em eo 95 đến 98. 208. Eo 95 đến 98 nha mấy chị nha. Quần này để riêng. Quần này mấy chị không chốt em để riêng. Quần sơn em chưa có. Em chưa có quần sơn. Lông chuột. Lông chuột được mấy cái á. Lông chuột này eo 90 nè. Lông chuột nghe mấy chị nha. Chế nào mà chốt, chế nào mà vừa lông chuột là phải chốt cho mình một con. Con này eo 94. Em nói thiệt, chế nào mà vừa lông chuột là chốt cho mình một con. Nghe. Chốt gấp cho mình một con liền. Trời ơi, cái con lông chuột này em nói mấy chị, mặc lên là xỉu luôn. Eo 94. Eo 94 nè. Rin bạc của Hoa Hải Đường nè. Rin bạc của Hoa Hải Đường. Con này đẹp quá, rin bạc sơn. Con này còn, con này còn nhân đổ hình như. Con rin bạc sơn hình như còn 2-3 cái, đợi tí xíu. Hoa Hải Đường. Hai trăm tám của Hoa Hải Đường. Đỗ Quỳnh Như lông chuột nè. Đã nói rồi, chị nào mà vừa lông chuột là nhớ phải chốt lông chuột ngang. Em nói thiệt lòng á, chị nào mà vừa lông chuột là phải chốt lông chuột. Lông chuột này mấy chị mặc với áo thun trắng không đẹp kiếm em. Nói thiệt luôn á, lông chuột này mà mấy chị về mặc không đẹp đi kiếm em luôn. Đỗ Quỳnh Như 208 lông chuột nè. Bình. Kiếm cái 110. Lát cá lên sơ mi có, lát cá lên sơ mi. Kiếm con cho chị à. Chị Tâm Trương cái. Mai em đi kiếm sọt cho chị Tâm Trương nha. Con này eo 104 nè. Con này eo 100 tới 104, không co giãn nè. Ở lộn, co giãn mà không rách. Eo 100 tới 104. Có Lucy. 100 đến 104 nè. Rồi con này mà chị nào mà khoảng cỡ 90kg á nha. Mặt con này là hơi bị nhức nhói luôn á. Mà cái con rin bạc không rách này nè là hơi bị xuất sắc luôn. Đỗ Quỳnh Như lấy một cái con rin bạc sơn hồi nãy nữa đúng không Đỗ Quỳnh Như? Đỗ Quỳnh Như lấy một con rin bạc sơn đúng không? Đỗ Quỳnh Như nè. 208 nè. Rin bạc sơn của Đỗ Quỳnh Như nè. Rin bạc sơn còn nha. Có lên áo sơ mi em. Rin bạc sơn còn nè. Rin bạc sơn này là size lớn nè. Size chắc size eo 100 quá à. Không có bảy tóc chị, bảy tóc là đợi hàng xưởng về, còn hàng xuất là sọt với lại rin dài không mà chị. Chắc ngày mai em phải đi kiếm thêm lô sọt cho mấy chị quá. Sọt đẹp quá. Con này eo đúng 100 nè. Con này eo đúng của em mà bữa nay em giảm cân rồi. Thì con này em hơi rộng tí. Quần sơn nè nha mấy chị nha, quần sơn eo 100. Quần sơn eo 100. Trời ơi, kiếm đâu ra. Kiếm cái quần em đang mặc cũng bị hơi rộng à. Hơi rộng mà mới mặc có nước rồi, để bữa nào bát lại. Để bữa nào em bát lại, quần này có bả trong nè.
Nè quần này bữa nay em mặc bị rộng tí nè mấy chị thấy không? Đó, bữa nay ốm hay sao á? Nay ốm. Nay ốm lòi 2 mét tay luôn. Nè em cho mấy chị một cái con rin, rin quát nè. Rin quát này mấy chị thấy là mấy chị sẽ ghiền mà đê mê, nhưng mà size lớn nha. Size này size lớn nè chị, chị Tâm Trương ơi. Nè mấy, ủa nó có rách nha mấy chị, nó có rách ha. Mấy chị thấy màu đẹp không? Mấy chị thấy màu đẹp không? Má con này em nói với mấy chị gì mà em mê là nó lại không có size em. À, size size của em á là khoảng cỡ size 95. Tặng áo mặc có một cái à chị, để em lấy cái mẫu này em may lại em bán mấy chị. À, nói gì quên rồi. Em mà size 33 là em khoảng cỡ 72 kg, là em eo nào mà eo 92, 94, 95 là em vừa đó. Thị Hiền Nguyễn ơi. Eo 100. Eo này eo 100 nè. Nếu mấy chị không chốt quần này là mấy chị thấy là biết cái cảnh là quần này về ai rồi đó. Nè eo 100 là quần đẹp không? Trời ơi là trời. Em nói thiệt có tiền không bao giờ đi đường quyền được với những em này đâu nha. Nói thiệt với mấy chị một câu á, có tiền mấy chị không bao giờ đi đường quyền được với những con quần này. Có tiền 280-300 mấy chị đi kiếm con quần nào như thế này không có. Em nói thiệt mà, không nói giỡn đâu. Tiếp tục nè. Nói thiệt lòng. À, cho em cái eo 104 jean bạc sơn của chị Hiệp Huỳnh. Chị Hiệp Huỳnh nhiêu ký ta? Chân váy hồi hôm còn chị Huỳnh Hồng. Eo 104 không rách có không chị Thảo Hồ? Eo 104 không rách đúng không chị Thảo Hồ? Dạ 104 không rách của chị Thảo Hồ nè. Chị Thảo Hồ khách mới hay khách cũ? Để tối em kiếm cho, tối vô live kêu em kiểm tra lại cho nha. Thảo Hồ rin sơn, để em kiếm cái size nhỏ cho chị Hiệp Huỳnh nha. Cái này của chị Thảo Hồ nè. Kiểm tra giùm em chị Thảo Hồ khách mới hay khách cũ. 208 của chế Thảo Hồ nè. 208 của chế Thảo Hồ. Kiểm tra nghe trần này luôn. Okay. Áo lính crop top, áo đầu lai em mua cái hai cái em, cái đổ hình như một cái rồi thôi, hải đường thôi. Không có nữa. Để em kiếm quần sơn đấy. Trời ơi hồi nãy chị lên đầu lai là chị hốt được con quần sọt đẹp rồi. Nè quần này không có giãn nhiều nha. Quần này chắc để mai trả đi. Tại vì không có giãn em không bán. Không có giãn tại vì mấy chị mặc đẹp. Không có giãn là cái loại quần mà mặc đẹp nhất, phơ lên phơm đẹp nhất, nhưng mấy chị không thoải mái. Để em trả lại. Em kiếm cái quần sơn rồi nha. Để tối em kiếm có thử có size chị Huỳnh Hoàng không. Hôm qua có con size 40 em để cho chị Hồng Điệp á. Nè quần sơn của chị gì đây nè. Quần sơn của chị Hiệp Huỳnh nè. Thảo Hồ khách cũ phải không anh? Mới. Nè Phan khách cũ. Nè quần sơn của chị Hiệp Huỳnh nè. Đẹp lắm chị, cái quần sơn này đẹp lắm chị Hiệp Huỳnh ơi. Quần sơn này đẹp vô số kể luôn. Quần sơn của chị Hiệp Huỳnh. Em có bị ẩn comment không ta? Thảo Hồ mới hả chị? Mới chị Yên lấy quần sơn rách eo 84 nha. Mới cho địa chỉ cho chị hả chị? Ủa chị Ngọc Mai Trương eo có 84 à hả? Có chị Thúy Nguyễn dưới 70kg phải không? Chị Hiệp Huỳnh nè. Hiệp Huỳnh quần sơn 280. Chị Thảo Hồ ơi, bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Hàng hóa chật rộng thì chị cứ báo em nha chị. Chứ em không cho kiểm tra hàng khi nhận á. Em có một con quần này nè. Con quần này eo 80 đến 82 nè. À, eo 80 đến 82 là khoảng cỡ size 32 nè. Chị Thúy Huỳnh. Mà đẹp không chị? Coi nè. Lai lọc nè ha. Lai lọc nè. 62kg nè. Chị Thúy mà chị Thúy Nguyễn lấy quần này nè. Chị Thúy Nguyễn ơi lấy quần này nè chế. Lai lọc nè. Một con eo 80-82. Quần lông chuột hồi nãy cũng có size của chị đó. Tiếp tục nha mấy chị nha. Tiếp tục. Quần này không có rách.
nha. Quần này không có rách, quần này size lớn. Quần này không có rách, quần này size lớn. Quần này chị Tâm Trương lấy được nè, chị Tâm ơi. Chị Tâm có lấy quần rin dài không? Quần này eo 106. Trời ơi, quần này eo 106 nè. Eo 106. 106 rin không rách nha. 106. Ôi, cái like cũng đẹp nữa mấy chị. Cái like không cũng đẹp nữa. Chết mẹ rồi. Em ăn cái gì mà bị ngộ độc thực phẩm mà muốn ói, muốn ỉa, muốn ói ra. Đổ mồ hôi lạnh nè. Mấy chị cứ ngồi từ từ đi ha. Em đưa hàng lên. Con này là không có co giãn. Lộn vô làm sao con nè. Để mai trả lại. Không co giãn cũng đẹp nhưng mà mấy chị mặc sẽ khó chịu. Mà con đó đẹp thiệt mấy chị. Mấy chị có muốn em đai eo con đó eo khoảng cỡ 84-85 gì à. Mà con đó đẹp thiệt. Nè em có con quần sọt eo 100 nè. Eo 100 là khoảng cỡ 80kg, 75-80kg nè. Chị nào chốt eo sọt eo 100 này báo em nha. Rồi lên tiếp nè mấy chị. Đẹp chưa? Xanh đậm nè, đẹp chưa? Trời ơi. Trời ơi, con quần xuất sắc luôn. Con quần này xuất sắc luôn. Con này eo 94. Con này eo 92, 9-95 nè. Eo 92-95. Trời má, con này đúng xuất sắc luôn mấy chị. Eo 90-95 nha. Eo 90-95. Má này eo nhỉnh nhỉnh 3cm là em hốt đầu nó. Em hốt đầu chó nó. Nè mấy chị coi cái lai quần nè. Đẹp ha. Trời ơi. Eo 90-95. Trời con này đẹp quá. Con này của chị gì? Thị Huyền Nguyễn nè. Dạ cảm ơn chị. Con này của chị Thị Huyền Nguyễn nè. Thị Huyền Nguyễn. Nguyễn Như lấy con quần 75kg hả chế? 75kg chế cao nhiêu? Chế có, chế có biết dòng eo của chế không? Chế có biết dòng eo của chế khoảng cỡ nhiêu không? À, 75kg là chị eo khoảng cỡ 95 á. Eo khoảng cỡ 95. Đây là con quần ống bát nè. Nè ống bát, ống suông không co giãn mà trời phân quần nè mấy chị. Phân quần đẹp lắm luôn á. 280 quần dài à. Mấy chị đợi em một phút nha. Em xuống em ói coi. Có mẹ em bị ngộ độc thực phẩm nè. Đợi em một phút. Chị Thị Hiền Nguyễn ơi, cái nick của chị em bóc không được. Vô cho em địa chỉ số điện thoại chị Thị Hiền Nguyễn.
Tôi mới đâu tìm nãy giờ ở nhà phòng không thấy đâu. Nè quần mấy hôm em giặt, nay em mặc cái quần này cũng bị lòm rồi nè. Eo 100 chốt cho thơm miu miu 220 nè. Thơm miu miu đây nè chị. Nè lai lọc nè, mà co giãn đẹp lắm ha. Thơm miu miu eo 100 nè. Thơm miu miu để tối á, em chụp cái zoom em gửi cho chế. Còn nếu mà tối chế vô like lúc nào chế kêu em đưa cái zoom lên cho chế coi nha. 220 của thơm miu miu nè. Quần này eo 95 nè. Có giãn nhẹ đẹp không? Đẹp xuất sắc luôn á. Cọ eo 95 nè 220. 220 thôi. Quần dài 208. Của thơm miu miu 220 đúng không? Đúng rồi. À, hôm nay mấy cái con quần này đúng đẹp. Ống suông, ống hơi rộng rộng nè, mấy chị thấy đẹp không? Ống hơi rộng rộng. Con này eo nhiêu vậy? Coi trên quần nè. Nè mấy chị thấy túi đẹp không? Túi cũng đẹp nữa. Chưa đo eo. 220 nha chị Thơ. Ví dụ em lấy cái lô nào ở kho nào rẻ thì em về em bán rẻ, nói chung là bán vừa công sức của em. Ha. Eo 92 nè mấy chị, 72 kg ơi. Làm ơn mấy chị 72kg chốt con ống rộng này giùm tôi một cái nha. Ống rộng eo 92. Trời ơi con này mà chị nào mà nít nít một chút eo 95 cũng vừa nữa. Eo 92 con này mà về mặt đi cưới một phát chết ngắt luôn. Eo 92 ống rộng. Ống sao ta, ống này người ta kêu là ống gì mấy chị? Ừ, cứ là theo là ống rộng đúng không? Đúng rồi. Mà không rách nữa chứ. Trời ơi mấy con hàng này dùng từ sao ta, dùng từ là hàng đỉnh đó. Eo 88 90 mét 63. À eo chị 988 90. Chị ơi có quần, cái lô này của hàng xuất không có quần lửng á chị Sumo ơi. Không có quần lửng nha chị Sumo. Chị Nguyễn Như vậy đợi nha chị. Đợi cái nào mà eo 88 đến 92 là chị quất cho em. Em có đúng hai con quần màu này. Nè, em có đúng hai con quần nó là màu rêu nha. Vô lai nó hơi đậm, nó hơi đậm đậm màu, nó không đẹp á. Ở ngoài nó là màu rêu. Mà em nói mấy chị có đúng hai con thôi. Đúng hai con thôi ha. Chị ơi không có quần lửng. À, sao nó cứ đứng comment hoài trời. Tức ghê. Eo nhiêu? Kéo dây kéo lại nè. Đúng rồi, eo 92 chị không vừa. Nó hơi nhỏ một tí. Con nó xuất sắc thiệt. Con này eo 85 nè quý vị. Rồi má quần lính eo 85 nè, quần rêu. Mã đây là mã quần rêu nha mấy chị nha. Mã này là mã quần rêu eo 85 ha. Chế nào chốt quần rêu eo 85 chốt giùm em. Rêu eo 85 nè. Nè mẫu đây là mẫu đẹp nè nha. Có hai cái thôi ha. Chế nào chốt thì dùng từ sao ta? Dùng từ là dùng từ may mắn đó. Vậy đi. Cho nó gọn đi. Rồi quần này size nhỏ nè, không lớn. Quần này size nhỏ nha, không lớn. Quần này eo 8 mấy á. Quần này chắc chắn luôn, eo 88 quần này nè. Quần này eo 88 nè. Chế nào chốt quần này chốt giùm em. Quần này là mấy chị mặc theo độ co giãn nha. Chứ quần này mà mấy chị mặc theo độ không co giãn là chắc chắn 100% nó sẽ bị tuột. Chắc chắn là nó bị tuột nha mấy chị nha. Quần này eo 88. Eo 88 quần này nè. Đó. Lấy em rêu 85 rồi Ngọc Mai Trương. Lấy em rêu 85 của chị Ngọc Mai Trương. Chị Ngọc Mai Trương eo nhỏ vậy. 208 của chị Ngọc Mai Trương. Lên tiếp một cái con xanh đen cho mấy chị ha. Có sơ mi chị Hoành Hò, tí xíu em khui sơ mi nha. Tí xíu em khui sơ mi. Mấy chị ngồi chơi chờ em chút hay đi đâu một chút nửa tiếng quẹo vô. Con này eo 94 nè, con này 75kg nè. Chế nào 75kg chốt con quần không rách eo 94. Quần không rách eo 94 nha. Quần không rách eo 94. Chị nào chốt quần không rách eo 94 chốt giùm em. Đẹp. Hôm nay đẹp mà vải co giãn mềm lắm luôn á.
Hôm nay được lô không rách. Ngay tiếp tục nè mấy chị. Quần này là quần sơn. Anh ơi, hồi nãy có cái chị quần sơn của chị Hiệp Huỳnh á, đổi cái con này cho chị Hiệp Huỳnh nè. Cái con nãy hơi rộng. Thôi. Nè, đổi cái này cho chị Hiệp Huỳnh nè. Quần sơn của chị Hiệp Huỳnh nè. Nào. Nào quần sơn. Hồi nãy giờ chị nào chưa chốt quần sơn thì báo em nha, quần sơn form này khoảng cỡ 75 đến 80 kg ha. Đây quần sơn. Chị nào hồi nãy chưa chốt quần sơn thì báo em nha, quần sơn. Rồi hôm nay chị nào mà chờ cái lô rin là hôm nay về lô rin nhức nhói luôn. Mà thiệt sự lô rin á, kiếm cho em một cái ống sườn không rách 74 kg, hổm rày em giảm cân. Chị Ngọc Mai Trương giờ chắc cũng còn dưới 80 kg quá, chắc không cỡ còn 70 kg quá. Kiếm cho mình một cái sườn, một cái ong sườn không rách. Em chưa hiểu, chị Tươi Đòn nhắn lại đi. Sườn non. Cái gì sườn non không rách? Cái gì mà sườn non không rách? Ông Phước không bị khùng. Nè, con này size lớn nè. À, con này là quần rin rách. Quần rin rách, không có sơn nha. Rách với lại rách sườn. Rách sờn á, chứ không phải rách sườn. Sờn. Ơ nợ ơn, sờn sâu miền sườn. Eo 104 tới 108 nè. Con này 90 kg chính xác luôn nè. Con này 90 kg chính xác. 104 tới 108. Gái nhắn tin nè anh. TikTok. Thì đâu có làm cái TikTok đâu mà cứ nói TikTok nó cũng 104 tới 108 quần rin rách nha mấy chị nha. 104 tới 108 quần rin rách. Em nói thiệt, em không đủ sức khỏe cho em mặc lên một phát là không còn đồ để bán. Nói thiệt với mấy chị một câu vậy đó. Nói thiệt, quần ống bóp nè. Đẹp chưa? À, hoa hải đường. Tôi chắc chắn là size này là size của hoa hải đường luôn. Tôi chắc chắn con này là size của hoa hải đường luôn. Chốt giùm em bắt rách nha. À, tôi nói rồi, tôi biết chắc chắn con này là eo 95 đến 100 luôn. Con này eo 95 đến 100. Con này là form của hoa hải đường nè. Dày đi em, đẹp không? Đừng ngủ dây dưa. Dày đã coi dằn mượt ra qua. Trời ơi, ra qua mất cái mà ra qua. Trời ơi là trời. Chết chứ không có sống nổi đâu nha. Trời ơi là trời. Rồi, chốt phát eo 95 đến 100. Ủa sao nãy cái có con dài kia, sao chị Huỳnh Hòn không lấy ta? Sao chị Huỳnh Hòn không lấy ta? Bát rách em vừa không. Eo này là eo 95 đến 100 là khoảng cỡ 75 kg đến 80, 82, 83 kg tùy size á Huỳnh Hiền. Ha. Nói chung là nó em, nếu mà em mà 75 kg hay là 73 kg mà em hơi lùng lùng dưới mấy 6 là em vẫn vừa nha. Trời ơi, em nói chị nói thiệt á. Em nói thiệt với mấy chị, con này mà chị nào mà mặc vừa một phát. Trời ơi, điêu đứng luôn. Anh coi thử cái Thị Hiền Nguyễn hồi nãy lấy size nào à? Nè, chốt cái này cho Thị Hiền Nguyễn đi nè. Thị Hiền Nguyễn là Phú Yên. Thị Hiền Nguyễn Phú Yên là con bé có 2-3 đứa con đó phải không? Phải không? Bé có 3 đứa con gái đẹp gái á, Thị Hiền Nguyễn đứa con luôn đó. Thưa mua kêu gửi chung với Phương Nguyễn gì đó. À, gửi chung với cái bà Phương gì mà bơm hàng ấy. Nè, anh bỏ vô đi, cho Thị Hiền Nguyễn. Ủa vậy chứ cái này? Hai cái, thêm cái nữa. Trời ơi, hàng xuất này em nói mấy chị hả, mấy chị chốt về 3 cái là mấy chị mê 3 cái. Mấy chị chốt cái nào là về mấy chị mê tơi cái đó luôn ha. Chốt cái nào mê tơi cái đó luôn. Nha mấy chị nha. Quần hàng này mà về mấy chị chốt phát là mấy chị về mê luôn. Chứ đừng có nói chuyện mà ầu ơ với dầu cầu dán đóng đinh. Quần này eo 88 nè. Eo 88 đẹp chưa? Trời ơi, con này là gu của tôi, gu của tôi. Eo 88. Chế nào chốt eo 88 con này thì chốt giùm em eo 88 nha. Thị Huyền Nguyễn lên chiều cao con nặng nha chị Thị Huyền Nguyễn. Con này eo 88 nè. Eo 88 con này. Đây. Mỗi mẫu nó một khác một tí nha. Mấy chị coi con lay quần con này nè. Trời ơi, hàng này mà mấy chị đã mặc hàng xuất rồi, mấy chị không có mặc hàng xưởng được đâu.
Mấy chị mặc hàng xuất rồi, mấy chị không có mặc hàng xưởng được đâu. Con này eo thấy vậy mà eo 105 tới 108 nè. Con này eo 105 tới 108. Mấy con này là em mặc em chụp hình được nè. 105 đến 108. Hay là ít người dữ ta. Tối nay chắc tập trung là quần rin rách nè, mà size lớn nè là em này nha. Rin rách mà size lớn là em này ha. Rách size lớn. Em này eo 102 tới 106 nè. Em này eo 102 đến 106 nè, cái này khoảng cỡ 90 kg nè. Eo 102 tới 106 nè. Mấy con này ha. Mấy chị mà chốt một phát là về, mấy chị chỉ có mê mà anh làm gì anh làm đi anh. Anh thích ngồi đó chơi đi. À mấy chị muốn lên sơ mi hay là mấy chị muốn lên tiếp rin? Mấy chị nói đi. Chưa được đâu. Mới nghe cho đi chơi vậy cái mừng lắm luôn. Mới tắm hai là chai cho xuống dưới thế là. Ông ngồi đó đi, tôi có bắt ông làm gì đâu, mệt chứ không mệt. Là sai tôi biết à. Trời nói câu thấy ghét ghê, bà sai tôi miết à. 1m58 kiếm cho em một cái quần sườn không rách. Chưa hiểu cái quần sườn không rách đó là cái gì luôn á. Ủa mới ghi. Nè, đây là quần ống bát nè. Hoa hải đường ơi. Nè, bát mà bát rộng nè. Con này eo chắc 100. Con này eo 100 nha, con này eo 95 đến 100 luôn. Chị nào 95 đến 100 eo thì chốt con này ha. Eo 100 tới ha. Rồi mấy con này mà tí xíu mà tôi bơ cái kính vô tôi chụp một phát ha. Là mấy chị lụi tim hết luôn. Mấy chị lụi tim hết luôn ha. Lụi tàn được. Con được tim mà. Mày chạy máy. Có quần rin bữa em đưa chị lưng. Lưng nào nó cũng một lưng à chị. Lưng nào nó cũng một lưng là tới rúng hoặc là nhỉnh hơn rúng một chút nè. Chứ không cái nào tới vú đâu bà nội. Nè tiếp tục cho mấy chị nè. Quần này quần ống bát luôn nha. Để chị coi cái quần này mà nhỏ hơn quần kia chị đổi cho Hiền. Anh ơi, đổi cho con này eo 88 chị sợ Hiền không vừa. Eo 88 thì hơi bé. Eo 88 là những chị 65kg, 67kg, 68kg. Eo 88 nè. Nhưng mà cao một tí ha. Eo 88. Chị Như Nguyễn mà lên quần kia nữa đi. Là chị Như Nguyễn này khách mới ở Long An còn biêu bệnh nghe chị không quên. Lên rin coi lựa thêm. Ok thơ. Chị hôm qua chỉ còn biêu bệnh. Ủa chị Như này hôm qua có biêu bệnh hả? Có, chị kêu để trưa mai coi. Như ơi, coi rin đi. Còn cái chị xanh mà trưa nay không có lựa rin được thì tối đi biêu đi ha. Đó đi biêu đi. Xanh tiếng Anh gì đó không? Xanh gì đó. Quần này size nhỏ nè. Em cứ lên đi ha. Mấy chị ưng mẫu nào thì mấy chị ưng. Nhưng mà thực sự mẫu nào nó cũng khác hết á. Eo này 90. Eo này 90 là khoảng cỡ dưới 70kg nè. Eo này 90 là khoảng cỡ dưới 70kg nè. Đó. Lấy em thêm cái quần eo 84. 48. Ủa 84 sao? Không lấy rách 88 đi. Lên quần nữa đi. Nói nghe nè Ngọc Mai Trương. Sao không lấy cái quần bát này nè Ngọc Mai Trương. Ngọc Mai Trương lấy cái quần bát này đi. Thiệt luôn á Ngọc Mai Trương. Lấy cái con quần bát đi đi Ngọc Mai Trương. Ok không ok báo nha. Nè. Lấy cái con quần này nè. Đây nữa nè. Nè. Đó Ngọc Mai Trương lựa cái nào trong hai cái này thì lựa đi nè. Đó cái đó cao lắm má ơi. Mấy cái kia mang ok. Cái đó quá cao luôn á trời. Mua rồi. Sao lúc đó chị muốn đổi chị không nhắn tin cho em. Mua rồi nhận hàng rồi cứ nhắn tin cho em chứ. Cứ để xong giờ mới nhắn tin sao em biết em xử lý được. Đây này mấy chị. Hoặc là nhắn tin riêng cho em mấy chị Trinh nè. Sao chị Trinh nhắn tin riêng cho em. Đây nè mấy chị. Ngọc Mai Trương chốt quần nào thì chốt giùm em nha. Bác.
lấy cái bát đi. Quần rin không rách eo 106, coi dễ như nè chị Uyên Đài. Hôm nay quần rin không rách size chị Uyên Đài nhiều lắm, quất hai cái cho em. Con rin đậm với con rin lọt đây. Em lựa cho chị đây nè. Eo 94. Eo 88. Eo 92. Lấy con bát đây nè. Nhiều 280. 280. Nè chị. Học mai trương. Học mai trương 280 nè. Nè quần không rách của chị nè. Eo nè, eo của chị Trương Đài 106 nè, em có hai con của chị Trương Đài nè. Uyên Đài. Chị Uyên Đài lựa đi, em trừ qua cái đầm rin nè, chị Uyên Đài lấy hai con rin đậm, con rin lợt đi chị. Nè chị, đó. Nè chị, lấy hai con đi, em trừ tiền cái con đầm rin ra, em còn thu tiền một con thôi. Đó. Nè hai con rin đậm nè chị Uyên Đài. Cái hàng này chị Uyên Đài về mặt là bao ghiền luôn á. Cái hàng này Uyên Đài một cái trước là 106 nè. Rồi chị Uyên Đài ơi. Nè, hai con rin của chị Uyên Đài có ok thì báo em, một cái đổi qua đầm rin nha. Còn một cái là em tính tiền, ok không chị? Ok chưa? Ok thì báo em nha. Nè. Cái đó ghi 280 đi, đợi chị ok hay không ok lên nè. À, một cái em đổi qua cái đầm rin cho chị đúng không? Đúng chưa? Rồi lên tiếp rin nha, lên tiếp cho chị Như lựa. Nè. Nói gu tôi nữa cái mấy bà chữ. Trời ơi. Chị bị bệnh quá à. Đổi là đổi, nhiệm vụ của em là hàng mà không vừa, hàng lỗi là em đổi. Đó. Giá trời cho tôi vừa quần này, đâu chị Uyên đâu rồi? Chị Uyên có trả lời không? Ở đang ở nhà bà. Lấy một cái thôi. Chị lấy một cái thôi, dạ ok chị. Ủa cái này em bứt ra chưa vậy? Ừ chưa bứt ra. Ủa chị nói nào vậy? Anh nói hay chị nói vậy? Để tôi nói. Có quần rin không rách size 3. Cái này nó không có mặt có size 32. Chị bán mà không thay đồ quần lên xem để mua chị ơi. Chị bán mà không thấy dơ quần lên xem để mua chị ơi. Sao không có Ly? Cái nào em đưa lên không dơ lên chị Ly. Quần này eo 94 nè. Em không dơ quần lên làm sao mà khách thấy mua được chị. Eo 94 quần rin rách nè. Bà nội cha sao nó không nhỉnh nhỉnh lên cho tôi một chút trời. Eo này 94 nè nha. Trời, nè chị Như ơi, nếu mà chị thích mẫu rách này, chị hút mẫu rách này eo 94 nè chị. Eo 94 mà trên sồi sụt 2cm nữa ha. Eo 94 95 nè. Đó. Eo 94 95 nè. Sao 32 không? Cái quần rách á, là bây giờ ở đây hàng xuất nó không có size 32. Nhưng mà nếu mà chị lấy eo khoảng cỡ 88 90 á, eo khoảng cỡ 85 đến 90 là chị vừa. Eo trời ơi sao nó nhìn nó không thấy comment gì hết trời. Anh cũng vậy. Lưu một dầu, phải kéo qua kéo lại. Chị Ly ơi, chị bán mà. Chị Ly nãy giờ chị có thấy em dơ đồ lên không chị Ly Trần? Trời ơi dơ dữ lắm á chị. Đây. Quần này không rách luôn nè. Đó mấy chị thấy form quần không rách không? Mấy chị coi vải của hàng xuất nè. Nó đã đời lắm mấy chị ha. Nó đã dữ lắm. Con này chắc eo 100 á. Con này chắc eo 100. Con này eo 100 nè mấy chị. Eo 100 khoảng. Eo 100 là khoảng cỡ size em á. 76kg đến 82-83kg. Eo 100 nè. Chị nào chốt eo quần rin không rách eo 100. Chị Lưu Ngọc Dầu. Chị Lưu Ngọc Dầu mà thấy cái nào mà eo 84 tới 90 á là chế dừa đó. Chế dừa đó. Này có một con quần nè. À quần này của à, quần này có rách nè. Quần này eo 88 có rách. Nè có một con không rách eo 94 nè. Eo 94 này phải bảy mấy ký. Không rách eo 94. Eo 94 này khoảng cỡ 71 ký tới 75 ký, khoảng cỡ đó nha chị nha. Khoảng cỡ đó. Eo 95 tới 98 nè. Nói chứ quần nào em cũng đưa lên coi hết nha mấy chị. Quần mà không đưa lên coi sao bán chị Vy? Sao bán chị Ly? Nè. Cái quần này co giãn rất là ít. Nếu mà đổ Quỳnh Như vừa con quần này em lấy đi Như không? Chị nói thiệt luôn á. Con quần này nó co giãn nhưng mà ít. Nhưng mà con quần này nó đẹp dữ dằn lắm mấy chị ơi. Con quần này nó đẹp dữ thần lắm. Nó đẹp trời thần đất lỡ luôn á. Đỗ Quỳnh Như nếu mà cái con này mà em eo em vừa em lấy đi. Con này eo 90 nè.
chị nào mà khoảng cỡ 65-67 kg, trời ơi làm ơn hốt cái con quần này đi, nó không có một điểm trừ luôn á. Tại vì em không vừa chứ em vừa em nó chích mẹ nó với em rồi đó. Eo 90 nè, trời ơi chế nào mà vừa quần này làm ơn chốt đây chị gì nè. Chị gì mà nãy Ngọc Mai Trương nè, trời ơi là trời, chị Ngọc Mai Trương ơi, chết cái con quần này chết lắm luôn á, chết điên chết đảo luôn á. Eo 90 nè, 65 kg là con quần đó chị Lương Ngọc Dầu cũng vừa nha. Như Nguyễn lấy eo 94 thấy không, lấy em cái eo 94 bà nội mẹ nó ẩn comment hết chị Như. Vuốt qua vuốt lại mới được. Anh vuốt giùm em ấy. Đưa đây. Xuống đây. Nguyễn Như Long An 373 nè. Trời ơi, nhớ luôn á chị Như. Đây chị Nguyễn Như nè, Long An 373 nè. SL. Đó. 208 à. Đẹp mà sợ hơi kích. Đúng rồi, em hơi kích đúng rồi. Trời ơi, nói thiệt đó chứ em cười ghiền quá đi Ngọc Mai Trương ơi, em ghiền quá ghiền đi Ngọc Mai Trương ơi. Không không giật ra, cái này em giật rồi. Rồi cái này của Ngọc Mai Trương nè. Hai quần 2.8 đúng sướng luôn á mấy chị. Ôi em mê luôn á. Đẹp, để chị đo hai cái kia thử. Để chị đo hai cái kia mà 95 thì mày lấy. Không rách của chị Như nè. Không rách ít lắm mà sao bữa nay được nhiều quá chứ. Bình thường hàng này không rách ít lắm. Này nè mấy chị, không rách luôn nè ha. Này cũng không rách. Nào mấy chị qua sơ mi thì mấy chị báo em nha. Quần này là eo 95 đến 100. Quần này eo 95 đến 100. Không rách eo 95 đến 100 nè mấy chị ha. Màu đẹp ha. Má mặc mấy con quần này xong mấy chị mặc lại mấy con quần xưởng á, nó như xích á. Bán thì bán cho niềm vui đó không có. Còn bán lấy, mấy con này niềm lấy vui đó nha, có. Lấy gì chị Thu Phạm? Chị Thu ơi lấy gì vậy? Lấy em nè. Có sọt không chị Linh Quỳnh? Chị lấy em nha, là lấy cái gì ạ? Cái quần rách nha chị. Ủa? Cái quần rách eo 94 hả? Quần rách nào eo 94 ta? Ai đầm má. Quần rách nào eo 94? Có cái nào thì em ghi phía trong á. Có một cái em ghi phía trong. Ủa chị lấy quần rách eo 94 hả? Ủa nãy giờ em đâu có cầm cái quần rách nào mà eo 94 đâu chị. Đây 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 đây. Trời ơi đây nè. Quần rách eo 94 nè. Nè. Trời ơi cái quần này về chị Như á, nhìn cái nước vải chị Như mê nha. Em nói thiệt luôn. Cái quần này chị Như cầm nếp vải là chị Như mê. Ha. Tôi nhớ ghi phía trong là có sọt chị Linh. Hình như chị Linh bữa để dội về một cục hàng bơm hay sao á. À, Linh Quỳnh hả? Đúng rồi. Để giờ em coi cái bức điện này. Hai lần lần gửi hai lần. Cho chuyển khoản hết rồi được. Kệ thôi cái bán rồi để chị. Chị này cũng mua mình nhiều rồi. Bán rồi đi hàng. Nè. Một con màu cực đẹp luôn. Siêu phẩm luôn. Có quần sọt luôn chị Linh. Giải trời eo khoảng cỡ 98. Má eo 90. Eo 90 đến 94. Trời ơi eo 90 đến 94 nè mấy chị. Buồn quá. Nè. Coi màu quần nhà người ta nè. Mới lạnh uống nước mía vô rùng người. Ôi eo 90 đến 94 nè. Ôi. Đau đớn. Ôi. Không thấy em hả Nguyễn Hạnh Đà Lạt? Không thấy em. Lấy cho chị cái quần không rách lưng cao 65 kg của chế Huy Quỳnh. À, chốt con eo 95 đến 100. À, đù. À, chốt con eo 95 tới 100 quần dài đúng không chế? Quần dài eo 95 đến 100 đúng không chế? Này đúng không thơ miêu miêu? Màu đẹp ha. Màu đẹp ghê luôn á thơ. Rồi thơ miêu miêu. 2.8 triệu thơ miêu miêu. 2.8 triệu. À, có cái quần rách nha chị, đúng rồi. Lấy cho chị cái quần không rách lưng cao 65 kg. Nè làm ơn chốt quần eo 90-94 giùm tôi một cái đi mấy chị. Alo. Không thấy Hạnh, Hạnh chốt gì vậy Hạnh ơi? Em chốt gì vậy? Áo sơ mi rộng không chị? Áo sơ mi dòng vú lên tới 125-130 rồi. Lấy cái 65 kg mà không rách hả chứ hả? Đây 65 kg không rách. Ủa phải 65 kg không rách. Đợi em nha, em coi thử 65 kg không rách size nào ha. Chưa lên áo sơ mi sao biết rộng chứ. Cái này eo 75 kg à. Chưa. Áo sơ mi phông rộng chế ơi. Nè. Quần rin 65 kg không rách của chị gì vậy?
Chị gì hôm qua đòi chị Quy Huỳnh nè. Hello chị Quy Huỳnh không rách nè nha. Đẹp không? Không rách của chị Quy Huỳnh 280 nè. Quy Huỳnh 280. Quần, cái quần eo 94 rách hay không rách? Chị thông cảm được đó, nhà em có đám tang cho nên em nói vẫn bán hả chị Linh đó. Chứ như người ta em không bán rồi đó. Nha, cho nên chị Linh cứ lựa đi cho em gửi lại. Coi như mình xả giao ông Bill đi. Dỗ bà nán cho mẹ nha. Thì cái tao nhìn mà chảy máy sao không quen mà. Ý là tôi kêu ông lấy nước nóng trong kia kìa, chế vô cho ông xách nó ăn cắp chi vậy. Nước nóng đây hả? Chị Linh cứ mua đi nha. À, cái quần eo 94 rách hay không rách là cưng? Eo 94 không rách nè. Eo 94 không rách, em lấy rách hay không rách? Trời ơi, nói thiệt ngày hôm nay quần về chết luôn. À, không rách màu đậm, chị mới dơ lên nó hận hạnh ha. Chị mới dơ lên đó phải không? Nè, eo 94 không rắc của Hạnh nè, 208. Nguyễn Hạnh đè lẹt. Trời ơi, cái quần này đẹp quá. Ai chốt giùm cho tôi được không? Eo 90 đến 94 nè. Eo 90 tới 94, trời ơi, nó đẹp dữ dằn quá. Nó đẹp dữ thần quá. Trời ơi, coi quần ống bát 92 nè mấy chị. Coi giùm tôi cái quần ống bát 92 giùm tôi một cái đi. Trời ơi, eo 92 nè. Quần nào không rách 65kg chốt cho em hở dầu. Ủa, từ từ nha. Nguyễn Hạnh này ở Bình Dương nha anh. Tại biết làm sao không? Nguyễn Hạnh, hai Nguyễn Hạnh đều xẻ tóc giống nhau. Ủa, sao hình giống nhau hình vậy? Ừ, hai chị giống nhau y hệt luôn Hạnh. Vô chọn giùm ngón tay Hạnh cái. Ơi, vô chọn giùm chị ngón tay cái nha. Chích mẹ chút xíu nữa lộn rồi đó. Chút xíu nữa lộn anh. Giống Lý Nhẹ Kỳ vậy? Thấy kỳ kỳ có đi. Thấy cái kỳ kỳ vậy chứ. Nè nó em dặn mấy chị nha, chị nào mà vừa quần lông chuột là nhớ là phải chốt nha. Chị nào mà vừa quần lông chuột là phải chốt. Nó đẹp lắm, nó bụi bặm lắm, nó hay lắm, nó sốc lắm, nó đẹp lắm. Đại khái là nó độc lắm. Eo 92 quần lông chuột. Eo 90 đến 92 quần lông chuột. Má chút xíu nữa mày không le làng lên là bên chị lộn rồi đó. Hạnh, mày không lo làng lên là bên chị lộn Hạnh Đà Lạt rồi đó. Màn hình bị gì vậy không thấy? Luôn trời. Gì vậy? Na na như luôn á. Chế thoát ra, chế vô lại đi chế. Thoát ra vô lại nha. Nha chị Hiệp Huỳnh. Nè, eo 92 nè. Nó nhỏ nhỏ nghe chứ hôm nay giấu 6 cái quần rồi đó. Eo 92 lông chuột. Nha. Lông chuột eo 92 nãy giờ chưa được nửa đường luôn. Chưa có. Nhưng mà con nó đẹp ghê. Hồi bữa tôi cũng mê cái quần lông chuột kia mê không được. Tiếp tục nè, ống bát nè. Ái lộn, không phải ống bát mà ống suông nè. Ống suông size nhỏ. Màn hình bị gì chị, thoát ra vô lại đi chứ màn hình không bị gì hết. Con này eo 88. Eo 88 nè. Hơi nhỏ nha. Anh đưa hai cái quần kia cho em coi ạ. Đưa lại hai quần kia cho em coi ạ. Trời ơi, 27 nhỏ quá. Kiếm cái quần chân đổ hình như cái. Má quần này mà về mang cái giày thể thao lên cái chết ngắt luôn. Size 11. Con này size 11 nè. Ring bạc size 11. Màn hình bị gì? Hình nền chị không, không, không phải hình kia. 9HF6. Chút xíu là cái quần lên. Mà là... Chúng ta bị giấu ngân hàng nè. Có gai vậy? Đâu quá. 9HF6. Ừ. 9HF6. Nguyễn Đức. Đức Nguyễn. Từ chối ngân hàng. Mệt, nó giờ làm biến rồi thiệt á chứ. Làm biến giải quyết á. Thì nó eo 92 á,
Hoa hải đường coi thử được không, được thì chốt, còn không được thì thôi. Chứ ủa chị Đức Nguyễn ơi, sao chị từ chối nhận hàng bên em vậy? Nó không gọi cho chị mà nó báo từ chối nhận hàng vậy á hả? Rồi, chị đợi em một phút nha. Đợi em một phút. Em đợi ngay số này luôn. Chị Đức cầm máy chờ em chút xíu nha. Anh gọi lại số thằng đó cho em. Con này à, lộn cái hàng là cuối cùng là coi như tao ế cái hàng luôn á Hạnh. Con này nhỏ quá, không coi giảng nữa thôi, mấy chị đừng mua. Chị nào mà đi tập thể dục mà size lớn em có quần thể dục nha. Quần sọt này mấy chị. Quần sọt. Ủa anh Ship ơi, anh nhắn cho em cái số của chị Nguyễn Đức á. Từ chối nhận hàng, chị Đức nói đâu có, anh đâu có gọi cho chị Đức cuộc nào đâu. Dạ đúng rồi. Chị nói. Chị nói, anh nói sao, anh nói sao, bả mấy cục hàng hả? Nhưng mà giờ bây giờ anh, em mới gọi bà bắt máy, anh gọi lại bả liền cho em đi rồi em gọi cho anh. Có gì em bù kẹt cho anh nha. Bả nói anh không có gọi cuộc nào hết mà anh nói láo, bà nói vậy đó. Anh gọi liền đi rồi em gọi lại cho anh. Nha. Nói chung không có trách shipper được đâu. Nè mấy chị, em có một con quần sọt đẹp không? Form đẹp ha. Eo 85 đến 88, chị Ngọc Mai Trương lấy quần này không? Trời ơi, form đúng đẹp luôn á mấy chị, eo 85 tới 88 nè. Ít coi giảng mà form hơi bị chất lượng. Form bị chất luôn á, chất như nước cất luôn á. Xíu nữa cái quần em lên Đà Lạt. Nếu mà Hoa Hải Đường thích cái quần lông chuột thì báo chị nha. Em là chị của Hoàng Ân, vậy là Hoàng Ân là cá chép á hả? Ừ đúng rồi, ai? Hạnh Nguyễn nè. À Hạnh là chị của Hoàng Ân, mà bữa nay Hoàng Ân còn có bốn mấy ký à. Bả biết sai gần 70 ký, bữa nay bả còn có bốn mấy ký à. Em nói chị Hạnh ở Đà Lạt á, chị Nguyễn Hạnh chứ không phải chị đâu. Chứ không phải chị Hạnh Vũng Tàu này đâu. Bé Nguyễn Hạnh Đà Lạt 222 á, với lại Nguyễn Hạnh Bình Dương này, hai hình nền giống nhau luôn. Nên ai nhau luôn á. Chị Hoa Hải Đường thích cái quần này. Nhìn lấy đó. Em con lông chuột eo 90 giờ bóp lại. Ủa có lông chuột size nhỏ mà còn gì bóp em. Chị có lông chuột size nhỏ mà. Cái con lông chuột này eo 90 nè, con lông chuột eo 88 là gái Hoa Hải Đường. Nè, có lông chuột eo 88 nè Hoa Hải Đường. Hoa Hải Đường 208 nè. Hoa Hải Đường 208 nè, có size nhỏ cho em mà. Có size nhỏ nha. Quần sọt là của chị Nguyễn Hạnh nè. Trời ơi, form này hơi đẹp đó chị Hạnh. 220 của chị Nguyễn Hạnh Vũng Tàu nè. Mày Bình Dương. Đủ quá, Bình Dương chuyển qua Đà Lạt, Đà Lạt bây giờ chuyển qua Vũng Tàu luôn. Ủa anh ơi, chị Hạnh này lấy quần sọt mà anh. Chị Hạnh Vũng Tàu này lấy quần sọt mà nói đâu, gì vậy? Anh không thấy chị Hạnh đó. Muốn chết không? Đâu. Chị Nguyễn Hạnh, mình 6, 7, 5, mày muốn chết thấy, không? Giờ thấy nè. Trời ơi sao mà. Nhà em chốt hàng thủ công lắm mấy chị, cho nên mới biết mấy chị ý sở thích của mấy chị, chiều cao con nặng mấy chị, chứ không có chốt hàng kiểu như chốt xong đưa số điện thoại 220 của chị Hạnh Vũng Tàu nè. 6, 7, 5 Vũng Tàu hết hồn rồi. Đó. Má lộn thế, dễ lộn vậy đó chứ. Quần lông chuột 90-92 để hiền phải không? Đây hiền. Trời ơi con này về mày mặc mà mày không ghiền thôi, 220. Con này mà mày về mặc mà mày không ghiền thì thôi rồi luôn á hiền. Nè, Thị Huyền Nguyễn nè, 208. Anh ơi, Thị Huyền Nguyễn 208 nè. À, mua chị ở từ nhà cũ không? Không có, hàng em đi chưa? Chưa thấy chụp đơn mà chưa thấy đến. Kiều Thu hình như đi rồi á. Ủa chưa chụp đơn hả? Chết mẹ rồi, vậy quên rồi đó. Kiều Thu hàng em đi rồi nha. Có thể là chị Yên làm. Hôm nay buồn hả bảy? Không phải chị. Hôm nay bắt tắm chó buồn. Hôm nay bắt tắm chó á chị. Hai chồng em á nha mấy chị. Làm như trời tiên cặp á, đi lấy hàng mà tao nói thấy ai khổ là coi như tấp vô à. Nhất là hồi xưa mình đi lấy hàng An Đông nhiều quá mấy chị. Là coi như lên chợ là coi như là cứ ngày nào cũng mấy trăm ngàn hết á. Thiệt. Mà kệ.
mình làm có mà mấy chị, mình làm cũng có chứ không phải mình làm không có. Đi lại được cái em bán chậm chậm mà khách cũng thương, nó bán chậm chậm. Eo 103, 102 tới 106 nè, đẹp không? Đó. Con này xuất sắc luôn nha, con này chị nào 90 kg xuất sắc. Eo 103 tới 106 nè. Ổng với em giống như trời sen cặp á mấy chị. Bớt nịnh đi mượn. Không có đâu, thiệt á. Eo 103 tới 106. Quần này chắc thành quần 98 và chậm má coi cái lai quần nó đẹp nè mấy chị. Mẹ nó cái lai quần nó ở dưới nè, trời ơi. Nó thiệt tình luôn á, nó eo 100 là nó chết mẹ nó với em mà nó không sống nổi đâu. Ở cái tự ghi xuống lạnh hết rồi. Chụp rồi em thấy lâu nên hỏi. Vậy hả? Đó. Em lấy cái lông chuột eo 92 nha mạng, đứng quá em coi được, để chị coi thử còn cái nào không nha. Để chị coi còn cái nào không nha, Hoa Hải Đường. Để chút chị coi thử còn cái nào. Để chút xíu anh đi tập lẹ đi, giờ chở em xuống em đổi cái hàng coi. Ủa chứ mà đi tập bây giờ không mày? Hôm nay bệnh. Hôm nay bệnh. Đợi nha Hoa Hải Đường, để kiếm cái nào size 41 cho Hoa Hải Đường. Nè. Hồi nãy quần rêu có hai con đúng không? Em lên một con, giờ còn một con. Em nói con mẫu này nó đẹp dữ dằn lắm. Ha. Em nói mấy chuyện mẫu này đẹp dữ dằn lắm. Em thì thích áo dây. Mà em đi tập thể dục thì em cứ quần thụng với áo dây ra đó, mấy quỷ nó nhìn em nó rớt rớt giá luôn. Eo 88 nè. Chế nào eo 88 chốt quần rêu nha. Chế nào eo 88 chốt quần rêu giúp em. Với lại em có mấy cái con quần thể thao độc lắm mấy chị. Nó rách chứ nó phối ren độc lắm. Nè mẫu màu đẹp không? Không coi dễ mà màu đẹp không? Nè cho mấy chị coi gần màu nè. Đó, không coi dễ mà màu đẹp lắm. Mà thôi đừng bán trả đi. Chút đi trả hàng đi. Chút đi trả hàng đi ha. Đây. Ít coi dễ lắm. Con này ít co giãn mà điều phơm đẹp, con này em để lại nè. Con này nếu mà quên, con này mà nếu mà vừa thì Quỳnh Như lấy đi nè. Con này phơm đẹp lắm Như ơi, phơm mà vải đẹp lắm ha. Từ lên áo nè ơi, để tối lên áo luôn đi nè, nha. Con này eo 88 nè quý vị, trời quý vị ơi, quý vị ơi. Eo 88 nè quý vị ơi. Chậm má nó eo 88 nè, chậm má nó eo 88 là đẹp nè. Đẹp để lại. Eo 88 nha. Không, chị hỏi em mà chút xíu nữa chị đi đổi cho một ít sọt. Tại sọt có nó ít size lớn lắm. Cho nên mình có cái con nào mình mới vớt con đó đó, thơm miêu miêu. Nè, con này đẹp nè. Con này đẹp nè quý vị. Nói chứ lâu lâu nó có một lô hàng xúc đẹp nha. Chị ưng thì cứ chốt đi, chứ đi lanh quanh cuộc đời kiếm hoài không có. Con này eo 93 tới 96 nè. Con này khoảng cỡ 75 kg. Con này eo 93 đến 96 ha. Con này eo 93 đến 96 mấy chị coi phơm quần nè. Đó, mấy chị tự coi phơm quần là mấy chị biết màu đẹp hay không liền. Eo 93 đến 96 nha. Eo 93 đến eo 96 ha. Chưa, nãy giờ chưa tới nửa quần luôn á. Quần này 31 nè. Quần này chắc eo 100 lẻ mấy nè. Quần không rách, không có rách vải, không có rách vải, co giãn cực kỳ. Eo này là 104 đến 108, 104 nè đến 108 nha. Quần này không có rách, eo 104 đến 108. Ở ngoài kia em có cái quần ống bát đẹp lắm ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị đây. Thăng 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 thần. Đẹp không? Ôi bát này size nhỏ rồi. Bát này size nhỏ rí luôn. Bát này eo 88 nè. Chế nào eo 88 chốt giùm em bát eo 88 nè. Chết sống gì nổi. Mấy con này mà mấy chị quất một đôi đế xuồng mà bữa trước mua bên em lên nữa ha. Em nói mấy chị là xỉu luôn. Xỉu luôn chứ sống không nổi đâu. Cho em coi lại eo 88 Vi ơi. Eo 88 quần ống bát hay là quần rin bạc? Nè đây là quần ống bát này nha Vi. Eo 88.
Nếu mà mày lấy cái quần rin bạc là mày mặc vô một phát á Vi, nói thiệt, nói nghe nè, nó lạ lẫm lắm. Ừ, nó không có giống như những cái con quần bình thường nè. Thấy quần rin quát nó đẹp không nè, eo 88 là đưa nguyên con quần cho coi đó, eo 88 bạc nha, eo 88 bạc hoặc là eo 88 bát, muốn lấy cái nào cũng được. 88 bạc với lại 88 bát nha mấy chị nha. Để chút nữa xuống lùng chân cho Hoa Hải Đường con lông chuột. Hay uống nước nóng không á mấy chị. Em có một con quần sọt eo 90, Ngọc Mai Trương ơi, eo 90 nè, nó sẽ giống Phương Trinh, nó sẽ ra, nó ra từng cái nào vừa thì mình hốt ở trên, chứ tìm là không có, chút xíu tìm được lại không nhớ tên Trinh. Quần này eo 90 nè, đẹp không? Em nói thiệt á, cái quần mà đã là quần xuất mà hàng này mà con nào vô nó cũng đẹp hết. Con này vô chắc phải tối lên sơ mi quá. Dây đang đeo là 750. Nhưng mà chị Giang á, chị Giang nếu cầu bình an đồ này kia lên đây con, thì nên lấy cái con mặt đá huyết này nè. Con mặt đá huyết này nè, chào mấy cô đi. Mới chấm giữa thơm lắm mấy cô ơi. Chào mấy cô đi. Trời mặt mũi gì bữa nay gì mà kỳ quá. Chào mấy cô. Cô Lan chào mấy cô đi. Nè. Con này là size lớn nè. Ha. Con này mấy chị mặc thành lửng được nè, săn like được ha. Đó. 750 trì chú luôn Giang. Chị Giang, thay vì mình mua cái gì linh tinh mình để dành lại 750 nha. Bé mua cho chị cũng được, mua cho bé. Nó có đá aqua cũng đẹp. Nếu chị không thích đá hổ đỏ, đá hổ này thì lấy aqua. Aqua nó là đá trong màu xanh đẹp lắm. Con này size lớn nè, con này size 90 kg nè. Xuống con, xuống ghế nào 90 kg thì à. Đứng lên chào mấy cô rồi đi xuống. Đứng lên, giơ giái chào mấy cô, nhìn mấy cô. Nè, nhìn mấy cô đi, cười một cái. Cười một cái cho biết răng hô ơi. Cười một cái cho biết răng hô coi. Con này eo 106. Ủa trời ơi má ơi, không thấy comment luôn á. 68 kg vừa không? Mẫu nào Linh Huỳnh ơi? Eo 88 ống bát. À, chốt cho chị Quy Huỳnh ha. Trời ơi con này chị Quy Huỳnh về mặc mê luôn. Con này Linh Huỳnh bữa nay 68 kg thì eo khoảng cỡ 90 á chị. Eo 8 mấy đến 90 á. À, phải vuốt qua mấy qua mới thấy lận á chị Quy Huỳnh. Chứ không có ngồi cà tẻn miết luôn á. Quy Huỳnh nè, bán chậm chậm cũng được mấy chị. Quy Huỳnh 208 nè. Mà em đèn mơ dằn dằn màu trắng của gì sao. Sọt 90 của chế Thu Phạm. Đâu mất rồi. Chút nữa em đi lùng cho mớ sọt. Sắm này em đi lùng cho mớ sọt. Hứa luôn. Nè còn con sọt eo 95 nè mấy chế. Em còn con sọt eo 95 nè. Bà nọ mẹ. Mấy chị thấy em quăng cái con sọt eo 90 đâu không vậy? Ủa mấy chị? Mấy chị thấy em quăng cái con sọt eo 90 ở đâu không vậy? Ừ má nó. Mấy chị thấy em quăng con sọt eo đây đây nó đây. Sọt eo 90 của chị Thu Phạm không có dấu. Rồi sọt eo 90 mấy. Ok chị Phước Thịnh đợi em tí nha. Lấy em con lông chuột nha chị. Ủa hồi nãy chị Ngọc Mai Trương lấy, em lấy cho chị Ngọc Mai Trương con lông chuột size 88, eo 88 rồi mà Ngọc Mai Trương. Ủa rất eo 100 một nùi luôn á Phương Trinh. Đợi cho coi nè. Từ cái má buôn bán giỡn quá trời luôn. Tại em nghĩ ngày bán được, em quy định ngày em bán được 30 bill là em vui rồi mấy chị. Cho nên là em chị Thu Phạm nè. Cho nên là em không có bị căng thẳng như người ta đó mấy chị. Hả? Ngày 30 bill đủ ăn, đủ dùng, đủ trả. Anh Tư đủ trả bà vú đồ trả tiền nhà đồ này kia là em thấy là ổn rồi đó. Chị Thu Phạm không có dấu nè. 220 nè ha.
Đó, đưa lại coi con 90kg của chị Phước Thịnh nè. Bà nội mẹ nó giỡn giỡn quăng quần đâu rồi. Nè Phước Thịnh, 90kg đúng luôn á. Trời, nói nghe nè Thịnh, cái con này mà chị Phước Thịnh không chốt là chị sai lầm lớn lắm luôn á. Đợi đây, tôi để một đống quần eo 100 mà trước đây là để làm gì biết không? Để tôi, nè, làm ơn chốt đi. Nấu đát chưa chị? Chưa nấu đát. Ho bỉ ngạn mà muốn mua đát á, là phải mua đát tươi. Để chị kiếm hai cái hũ, chị bỏ cho em 2kg, chị bỏ trong cái hũ đó, nó từ đây nó ra tới đó 3-4 ngày thì em chỉ cần luộc nhiều lên tí xíu là nó sẽ ra cái chất nhớt trong đó em nấu được rồi. Chứ mình gửi xe, mình có mấy công đoạn ship luôn á. Gửi cho em 1kg vậy đó, không ngâm nước cho em, hoặc 2kg ra ngoài đó nó nhớt, nó hôi kệ mẹ nó, em bắt lên, em rửa nhiều lên em bóp. Em bóp xong rồi cái biết làm sao không, ho bị ngẹ, em bóp xong rồi cái em bóp xong rồi cái bắt đầu em luộc. Em luộc xong em chế biến nấu chè mít đát ngon lắm. Quần này 90kg nè. Chị Hồng Điệp lấy quần này ha. Quần này eo 106, 108 luôn nè. Lấy 90kg. Ờ, Linh ơi tí xíu được không? Eo 95, ê eo 95 chị Phước Thịnh đừng lấy quần này bị rộng á. Chút nữa em dơ eo 95, eo 100 lên cho chị lựa nè. Giờ em đưa lên cho chị coi nè. Chị nào mà eo 100 chuẩn bị nha chị Phước Thịnh nè. Chị Phước Thịnh form nhỏ lắm. Này của chị Hồng Điệp nè nha. Đây nè, để em đưa eo 100 lên cho Hồng Điệp 208 nè. Ừ, em bán đồng ý là cũng thích về hàng, cũng thích vậy á. Nhưng mà quần này, quần sọt này eo 95. Chế nào chốt sọt này chốt đi nha. Cái này cái cuối cùng á. Nè, đưa quần lên cho coi nha. Cái này eo 103 tới 106 cũng là của chị Hồng Điệp nè. Chị Hồng Điệp chốt thêm con quần này đi nè. Em nói thiệt luôn á, cái quần này nó không có dài lắm, chị Hồng Điệp vừa. Lấy thêm đi chị, comment chữ lấy thêm đi. Chứ lâu lâu nó mới có cái size này luôn á chị Điệp ha. Lâu lâu nó mới có cái size này luôn á nha. Nói thiệt lòng mà. Eo 95 tới 100 nè. Nè mấy chế coi nè. Để vậy còn quần bát nữa chứ. Eo 95 tới 100 nè. Cái này chị Phước Thịnh vừa nè nha. Cái này chị Phước Thịnh vừa luôn nè. Eo 95 tới 100 ha. Có sọt 68, để tí xíu đi anh Phước về chở em đi xuống lấy hàng em lựa cho. Em chịu khó em ngồi em lựa chậm chậm chút cho mấy chị. Cái này eo chứ ok, lấy thêm đi chị. Chứ lâu lâu nó mới có cái mã quần này lận, chứ không phải có hoài nha chị Điệp. Mà cái form này nó không có dài lắm luôn. Cái form này nãy em mê cái rách dưới chân đó. Xin lỗi mấy chị, cái hàng xưởng không bằng cái móng tay của cái thằng hàng xuất luôn. Em hứa với mấy chị luôn á. Mình không có điêu, nhưng mà mình nói là cái cảm nhận của mình khi lấy hàng này bán á mấy chị. Hàng nào nó cũng lời 20, 30, 40 như nhau hết trơn á. Đừng lấy ống bát. Dạ ok chị, đây một cục quần lận. Tại vì biết sao eo của em vừa, để tí xíu em chụp á. Nè, nè chị, một nùi quần của chị Phước Thịnh luôn. Eo này 102 tới 106, eo này hơi rộng so với chị nè. Eo này cũng 90kg nè, 102 tới 106. Ai vừa cái eo này thì chốt nha. 102 tới 106, một nùi quần ống bát. Nè, tiếp tục nè. Eo này là ống suông nè. Eo này eo 100, 102 nè. Đó, đẹp không? Trời ơi, đẹp không mấy chị? Dắt dai cái quần này coi. Dắt dai cái quần này coi. Nè, tiếp tục nè. Eo nhiêu đây? Này eo cũng 108 lận. Này eo của chị Hồng Điệp rồi. Này eo của chị Hồng Điệp 108. Chốt giùm em 104 tới 108. Có đồ bộ không? À, shop ơi, có chị Thanh Trần nhưng mà tối được không? Tối đi chị. Nè, quần sơn size của chị Phước Thịnh đúng luôn nè. Eo 100 nè. Khỏi còn nói. Quần sơn của chị Phước Thịnh nè. Size chị Phước Thịnh, size của chị Trinh nè. Eo 100 quần sơn. Tại sao gọi là quần sơn? Tại vì nó có dính những cái vết hột hột sơn. Ha, eo 100 dắt vai nè. Đó, eo 100 dắt vai nè. Tiếp tục quần eo 100 nữa. Đó, quần sơn tiếp nè. Eo 100 nè. Trời ơi, hai con quần eo 100 này mà mấy chị không lấy gì nữa mấy chị. Thiệt luôn á. Em chuyển khoản đi. Em chuyển khoản đi thì xong like chị sửa lại liền cho nha. Em chuyển khoản đi xong like chị sửa liền cho. Chuyển khoản đi xong like chị sửa em cho. Quần này là quần eo 100 nè. Còn mấy chế chưa chốt thì em sẽ lên mẫu khác tiếp ha. Có quần cho em không? Lúc đầu có một cái cho chị nghe Phan rồi.
Lúc đầu có một cái 63 kg cho chị nghe phan rồi chị nghe. Lúc đầu có một cái cho chị nghe phan rồi nha. Có rồi nha. Chị nghe phan muốn lấy mấy cái báo em. Chứ lúc đầu là có một cái rồi nha. Quần ít co giãn nè. Nè. Quần ít co giãn nè. Form đẹp không? Rồi, form đẹp bái cháy bùi chết chó luôn. Co giãn hầu như không có co giãn nhiều đâu nha mấy chị nha. Con này nó form cứng á, nhưng mà có size nhỏ không chị? Mỗi mẫu nó có một cái và chị Linh Quỳnh, cho nên cái nào mình vừa cái mình hốt. Ừ. Con này cũng eo 88 nè, nhưng mà con này mấy chị không mua em sẽ trả hàng lại. Lúc đầu like em có một con quần size nhỏ này. Đầu like em có một con quần size nhỏ nè chị Linh. Đó, đẹp không? Đầu like có một con quần size nhỏ nè. Quần này eo nhiêu? Quần này eo 86 nè. Em chuyển khoản rồi, chuyển khoản hồi sáng. Rồi để kiểm tra. Quần sơn 100. Chị Thơ Miu Miu mà về mặc cái con quần sơn này nội mà cái độ co giãn của nó với lại cái form của nó lên đó chị Thơ Miu Miu là chị sẽ mê. Em nói thiệt, không có nói giỡn đâu. Nói thiệt lòng á. Chị thấy em dắt dai với lại em để phía trước mặt không? Làm tí xíu nữa tối tối em rảnh em chụp hình lên là em vớt cũng cỡ một nùi á mấy chị. Là cái đóng quần trước mặt nè. Cái form quần này mấy chị mặc nguyên ngày nó không có bị cấn bụng, không có bị đau bụng. Nói chung là nó mê lắm. Thơ Miu Miu nè. 208 nè. Nè, quần này size 11 mà size nhỏ nè. Size này eo khoảng cỡ 88 nè. Có ghi nè. Quần này eo 88 nè. Nè, chế nào thích quần này thì chốt. Co giãn ít nhưng mà form rất là đẹp nha. Eo 88 nè. Đấy. Chế nào chốt eo 88 thì chốt đi ha. Eo 88. Ủa, nãy giờ có một con eo 88 này đẹp mà sao không ai lấy vậy? Trời trời trời. Chốt giùm em cái này eo 89 đi cho phân biệt dễ đi. Con eo 89 vải co giãn nè. Nè sửa lại con này eo 89 đi cho phân biệt ha. Nè làm ơn chốt cái con eo 89 này giùm em nè mấy chị đẹp không? Ôi form eo 89 đẹp quá trời luôn. Nãy giờ chưa hết góc quần luôn. Chưa hết bao thứ hai. Một bao. Ừ hết bao thứ hai còn hai bao tải. Rồi lên tiếp nha. Bát luôn. Rồi bát nè. Hồi nãy chị nào nói bát, bát size nhiêu ký? Bát eo 89 của chế Minh Thư nè. Rồi bát này eo 100 nè. Ai mê bát eo 100 chốt giùm em. Eo 100 ống bát nè. Trời ơi eo 100 ống bát nha. Xuất sắc luôn. Eo 100 ống bát. Eo 89 của chế Minh Thư. Con quần này quá trời đẹp luôn. Quần này quá trời đẹp. Minh Thư nè. Chế Minh Thư 208 nè. Ô đêm. Bát của Phương Trinh nè. Eo của em á hở. Eo em khoảng cỡ 92, 93, 94, 95 mà. Thảo Huyền Trương. Nó có bát cho em nha Thảo Huyền Trương. Cái này Minh Thư 208 nè. Ống bát này của ai? Ống bát này Phương Trinh Nguyễn. Phương Trinh Nguyễn vô inbox cho chị địa chỉ kèm số điện thoại nha. Ống bát của Phương Trinh Nguyễn. Cho chút xíu anh Phước ảnh kiểm tra không có. Cái ổng không biết chốt cho ai rồi mình xảy con quần nhức nhói nữa. Phương Trinh Nguyễn nè. Nha Trinh nha. Phương Trinh Nguyễn chưa. Hôm nay ngồi lại săn quần đi. Thiệt tình mà hôm nay ngồi lại săn quần đi. Ống săn quần hôm nay là sai lầm lắm luôn á. Phương Trinh Nguyễn. Hai trăm tám nè. Đó. 208 Phương Trinh Nguyễn nè. Nó bị ổng comment mất mẹ hết à. Eo em vừa không. Có cái bát của em mà. Có mà. Sai mày đầy luôn á Thảo Huyền Trương. Anna Trinh Nguyễn. Chút nữa chị vô chị nhắn cho em là Anna Trinh Nguyễn. Để anh Phước anh biết anh làm cho em quăng bill lên rồi. Bát nữa nè. Bát này của Thảo Huyền Trương nè. Bát này size của Thảo Huyền Trương nè. Thảo Huyền Trương lấy bát này đi. Em này chắc eo chín mấy quá. Bát này của Thảo Huyền Trương nè. Rồi chính xác luôn.
Eo này là 95. Bát này của Thảo Hiền Trương nha. Eo 95. Chốt lên phát coi. Eo 95. 95 của Thảo Hiền Trương. Bát này của Thảo Hiền Trương có lấy thì lấy nè. Eo 95. Lên tiếp nha. Lâu lâu được bao quần. Rồi, size lớn nè, size 90kg nè. Size 90kg nha. Size 90kg. Yên lấy quần sọt eo 100 cho em đi. Yên lấy quần sọt eo 100. Vậy tí xíu em đi lấy có em tối nay mình gặp nhau nha chị Phước Thịnh nha. Chị Phước Thịnh ơi. Eo 105 nè. Quần jean 90kg eo 105 nè. Trời ơi, mấy con này mà mấy chị mai mốt có tiền mấy chị đi kiếm không ra. Em nói thiệt, rách nè. Rách eo 95 nè. Em để cái size lớn ở trước mặt, cái size nhỏ em để sau lưng cho biết. Eo 9 nó eo 105 nè. Eo 105. Bát tiếp nè. Đó. Bát tiếp. Bát này size số 8 nè. Bát này eo 90 nè. Bát này eo 90 nè mấy chị. Chế nào eo 90 chốt con bát này cho em nha. Trời ơi, hàng này về em mê lắm. Hàng này về em nói thiệt á. Về có mà đẹp mà em không vừa. Bỉ ngạn hoa hả? Bỉ ngạn hoa nhiêu ký ta? Bỉ ngạn hoa dừa chứ sao không ta? Bỉ ngạn hoa dừa 92-93kg là mặc quần này được. Thích mặc quần không? Thích quần này không? Lấy đi, về thử đi. Không vừa tôi cho trả. Ok không? Ship tôi chịu mà. Ship về, ship đổi trả về tôi chịu mà. Thử đi Thảo Hiền Trương. Ở lộn, thử đi. Thử một cái đi Bỉ ngạn hoa ơi. Thử một cái quần dài hả? Yên lấy cho em quần sơn eo 100. À, quần sơn eo 100 hồi nãy á, phải không chị? Ôi quần này chị Phước Thịnh mặc là mê lắm luôn á. Em nói thiệt chứ không giỡn đâu. Chị Phước Thịnh mặc cái quần này là mê lắm luôn á. Quần sơn eo 100 của chị Phước Thịnh nè. Eo bé là em chưa tính đồ co giãn thêm 5-6cm đó. Nha chị Phước Thịnh nè. Em nói thiệt là cái form này chị Phước Thịnh, quần sơn này, form này chị Phước Thịnh về mặt sẽ bị mê. Ha. Sẽ mê. Còn nếu mà chị eo nhỏ quá, chị muốn eo 120 thì chị lấy cái quần nhà dưới 220 mà nó rách nhiều hơn. Nó có cái form không rách nữa. Nhưng mà nó là 220. Ha. Nó 220, quần đó hôm qua em gửi cho chị Phương Thảo Bình Phước á. Gửi bả 4 cái quần, bả xuống bả khen quá trời khen luôn mấy chị. Eo bé quá. Nóng. Tiếp tục nha. Quần này size nhỏ nè. Quần này size bé. Không có lớn nha mấy chị nha. Quần này size bé xíu. Quần này chắc eo, quần này eo 88 nè. Eo 88. Nè mấy chị coi form quần nè. Mấy chị coi rách ở dưới nè. Ở sau lưng rách nè. À, chốt giùm em eo 88. Eo 87 đi. Ghi eo 87 cho biết phân biệt quần nha mấy chị nha. Eo 87. Má ghi chỗ nào trời. Rồi chị ơi, eo 87 nè. Em ghi trên lưng quần á. Có bát nào eo 100? Có chị Hiếu Minh. Quần này nhiêu ký? Chị Phước Thịnh, quần này là quần nào? Quần này là quần nào chá? Chế coi eo đi, cái nào eo 100 chế hốt nha. Nhanh chế Phước Thịnh. Cái nào eo 100 thì chế hốt. Nãy có ống bát 100. Có chị Hiếu Minh. Có nha. Đợi em kiếm còn con bát nào nữa không? Đợi em. Từng con phố về đâu đợi em. Kiếm mấy chị cái size 30. Đợi em. Quần này cũng size nhỏ nè. Nhưng mà hàng độc nha. Quần này đúng hàng độc luôn á mấy chị. Hả à, mấy chị nhìn cái phân quần đi. Con này từ đầu giờ chưa có con nào như này nè. Quần này hàng độc. À, lấy em cái eo 88. Ừ. Lấy em cái eo 88 này đúng không? Này form đẹp lắm Thảo Huyền Trương ơi. Này form đẹp dữ dằn lắm. Có quần không rách chị Hồ Bùi Phước Hòa. Ống bát hoặc ống suông không rách eo 98 cho em một cái.
À, không rách, bữa nay có quần không rách eo 98 nha, để em lấy cho chị Linh Trương nha. Hôm nay có hai mẫu không rách mà cái xanh đậm, cái xanh lợt. Để em lấy, chị Thảo, chị Linh Trương muốn lấy một cái hay hai cái. Mà hôm nay có được lô quần không rách mà sướng lắm chị Thảo Hiền Trương nè. Bán cho vui. Bán cho vui. Nè chị. À eo này hơi lớn. Này eo này hơi lớn. Ai lấy ông bán đâu rồi? Nè. Con này không co giãn mà chị, mấy chị thấy ống rộng không? Nhưng mà con này eo nhỏ lắm, này eo 92 nè. Trời ơi, bà nào eo 92 sao không lấy eo này đi trời. Bà nào eo 92 sao không lấy quần này giùm tôi cái đi trời. Tức thiệt á chứ. Được, được, được. À 280 chị, 280 một cái, ok. Trời ơi, eo 92 ống rộng nè quý vị. Từ từ đợi em lên cái con hàng độc này nha, em chưa đo nha. Đợi em lấy cho chị Linh Trương cái à. Mấy chị đợi em. Nè eo chị Linh Trương 95 đến 98 là một con nè. Ok chưa chị? Chị Linh Trương 280. Rồi, có tùy đợt nha mấy chị. Ví dụ em lấy cái kho bên này á, em lấy cái kho, em lấy cái kho dưới Hóc Môn á thì quần đó chỉ có 200 là em về em bán 200 nha mấy chị. Chị Linh Trương một quần nè. Ừ, nó bị ẩn comment. Trời ơi, chán lắm. Phải kéo qua kéo lại cái màn hình mới thấy được lận. Chứ không là không thấy mấy chị. À, ủa chị Phước Thịnh khách cũ hay khách mới? Em nhớ chị Phước Thịnh là khách cũ bên em mà ta. Ôi chà, vậy là chị... Ôi chà, à, để em coi. Đây, đây, đây. Trời ơi, chưa có địa chỉ số điện thoại chị Phước Thịnh. Nè, để em nhắn tin cho chị nè. Để cho trong tin nhắn á, đừng có cho trên đây chị. À, chị Phước Thịnh á là bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận, hàng nhận rồi chật rộng đổi trẻ gì là em sẽ đổi cho chị sau. Thứ nhất, thứ hai là nhà em không có gọi điện chốt hàng qua tin nhắn, lỡ cộng bill, lỡ đổi trẻ còn có cái bill để làm việc với nhau nha chị. Chị Phước Thịnh em mới nhắn cho chị á. Chị vào like chị cho giúp em đi. Ở lộn, chị vào tin nhắn chị cho giúp em nha. Ha. Rồi nè, lên cho mấy chị cái con hàng độc nè. Lên cho mấy chị cái con hàng độc nè. Trời ơi, con này mà chị nào mà chốt được là hơi bị hạnh phúc ha. Con này eo 94. Eo này khoảng cỡ 75kg nè. Eo này khoảng cỡ 71-75kg. Trời ơi, đẹp không? Trời ơi. Má, con này đúng đẹp luôn á mấy chị. Con này không đụng hàng luôn. Eo 91-94. Đừng cho trên này nha chị Phước Thịnh. Eo 91-94 nè. Chị Phước Thịnh mặc quần là ngang ngửa size em á. Ngang ngửa size em. Trời ơi, ai? Ai chốt quần này? Quần lưng này tới rúng chị Diệu. Không có cao chồng ngồng mà không có thấp dưới đáy. Quần nói chung là quần hàng xúc này, xúc châu Âu nó chuẩn lắm. Con này là eo 90. Eo 91 nè. Tới 94 nè. Trời ơi, bà nào vừa cái quần này chốt giùm tôi một cái. Ví dụ như eo 91-94 mà chị nào eo 89 chốt cũng được nha. Tại vì em đang đo độ co giãn. Tại vì quần này mấy chị mặc thì phải sáng quên kêu ship nhanh. Tại vì quần này mấy chị mặc theo form là theo form rộng á, theo form ôm á. Tại vì quần này mấy chị mặc không theo form ôm, mấy chị sẽ một tay cầm tô cơm, một tay cầm cái quần nha. Một tay nè, quần này không có rách nhưng mà quần này size không có lớn. Quần này không rách mà quần này size không lớn. Quần này chắc size 65kg nè. Chế nào 65-67kg chốt quần này nè. Dạ. Chế nào eo 90 chốt quần này 65-67kg nè. Không rách nha. Không rách eo 65-67kg eo 90. Chế nào chốt eo 90 chốt giùm em 88-90 quần không rách nha. 88-90 quần không rách. Chế nào chốt quần không rách chốt giùm em quần không rách nha. Chế nào chốt quần không rách thì chốt lên giúp giùm em quần không rách ha. Dạ cảm ơn chị. Chị ơi xem tin nhắn nhé. Hay lên Thảo tí xíu đi. 88 vừa. Cái này Thảo Hiền Trương vừa nè. Quần này Thảo Hiền Trương vừa. Cái quần không rách đúng không Thảo Hiền Trương? Tí xíu chị like xong chị đọc nha. Hay lên Thảo.
Thảo Hiền Trương. Không ráp nha. 208. Không ráp của Thảo Hiền Trương. Nãy giờ chưa lên quần hết. Quần sơn còn nha. Quần sơn còn nhưng mà em nghĩ chắc này size nhỏ quá. Quần sơn còn. À cái độc quá hả? Cái độc hả? Cái độc em vừa. Cái độc mày vừa nha. Chị Thịnh. Em gần 40 rồi chị, à, nhỏ hơn là nhỏ hơn số ký hay nhỏ hơn tuổi chị Thịnh ơi. Buổi trưa em like 2 giờ, tối 8 giờ 30 nha chị Thịnh. Tối vô có mua gì ủng hộ em mua ha. Eo 90 của chế Minh Thư nè. Không rách đúng không chế Minh Thư? Không rách đúng không chế? Không rách của Minh Thư nè. Rồi đưa qua em à. Minh Thư 208. Quần sơn này size nhỏ nè. Chế nào hồi nãy giờ hỏi em quần sơn. Mất cái túi dây ai lấy của tôi rồi. Chế nào hỏi em quần sơn thì đây là quần sơn nè. Em like xong em chạy đi lấy tiếp với giật cái lô rin này cho xong á. Eo 90 nè, eo 86 đến 90 quần này là quần sơn nè nha. Eo 86 đến 90 quần sơn. Chế nào chốt quần sơn eo 86 đến 90 chốt giùm em ha. Sơn hộp hộp nè các chị thấy không? Rồi eo 86 đến 90 nha. 86 đến 90 ai chưa chốt được quần sơn nãy giờ thì làm ơn chốt cái quần sơn 208 cho tôi nha. Em là phân cứng của chị đó. Chưa mua đồ mà lên phân cứng rồi. Các chị thấy ghê không? Chưa mua đồ mà lên phân cứng rồi. Ghê thiệt. Chưa mua đồ mà lên phân cứng rồi nha mấy chị nha. Em có một cái con kính beo nè mấy chị. Em có một cái con kính. Em có một cái con kính. Con này 150. Ha. Em không phân biệt được cái nào nó đổi màu hay không đổi màu cho nên thôi cười mẹ nó đi. 150 nè. Chế nào có khuôn mặt lớn thì chốt cái con kính này nha. À mấy chị thấy sang không? Ha. Rồi chế nào chốt cái con kính này thì chốt giùm em. Sơn eo 88 nè. Sơn của Thảo Hiền Trương. Má con quần sơn đẹp quá à. Thảo Hiền Trương 208. Quần sơn có đúng một cái nè chị Thư. Để em coi thử dưới cái còn nữa nha. Chưa lên hết bao quần đâu nha mấy chị nha. Chưa lên hết bao quần đâu. Chốt giùm em mã kính vuông. Mã kính xám vuông 150 ngàn nha mấy chị nha. 150 ngàn. Chế nào chưa chốt mã này thì chốt lên giùm em nha. Em vừa không? Mấy cái size mà eo mà khoảng cỡ từ 85 đến 90 là chị Linh Quỳnh vừa đó nha. Cho nên lúc mà chị hỏi em vừa không là người ta sẽ chốt. Tại mấy mẫu này mẫu nó có một cái à. Mẫu nó có một cái mà hỏi vừa hôn một phát là hết. Quần này là quần xanh đen nè ha. Quần này không rách xanh đen. Quần này size cũng nhỏ nha mấy chị. Quần này Linh Quỳnh vừa nè. Quần này size cũng nhỏ. Rồi eo 86 đến 90 quần xanh đen luôn ha. Eo 86 đến 90. 86 đến 90 nè, xanh đen. Cái này là xanh đậm nè mấy chị. Xanh đậm không rách ha. Xanh đậm không rách. Tự nhiên hôm nay được lô quần không rách đó chứ. Mấy bữa kiếm quần không rách làm gì ra. Không ra luôn. Đây. Size nhỏ không co giãn. Quần hàng độc mà size nhỏ không co giãn. Ôi quần này để trả lại đi. Size nhỏ quá. Nha. Size nhỏ quá. Xanh đen 90 có. Cái lô này không có chính tất chị Thúy Lan ơi. Cái lô này em không có chính tất của Vivi nè. Cái lô này em không có chính tất chị ơi. Chính tất thì phải đợi hàng xưởng về. 208 của Vivi. Xanh đen
form này là dễ mặc đồ. Em nói thiệt nha, cái hàng xuất này nó, cái form, cái màu mà để mà mặc lên mà nó đẹp á là màu xanh bạc. Mấy chị lưu ý nha, mấy chị lưu ý cái câu em nói thì mai mốt mấy chị về tự động mấy chị chốt quần rồi tự động mấy chị coi thử cái lời em nói nó có đúng không. Đó, tự động mấy chị coi à. Hồi nãy chị nào hỏi quần ống bát đâu à. Ống bát này 29 à, ống bát này eo khoảng cỡ 93, 94, 95 à. Chừng nào ống bát mà size 31, 30, 31 ấy là chị gì hồi nãy chị Hiếu Minh mới vừa nha. Là lúc đó chị Hiếu Minh mới vừa ha. Ủa, cái lô này không có size chính tóc chí lửng nha chị nha. Nè, em có một con xanh đen nữa nè. Đó, con xanh đen này size nhỏ nha. Xanh đen này size nhỏ rí. Xanh đen này eo 88, eo 85 đến 88 nè. 85 đến 88. Con xanh đen này eo 85. Nãy tín bill em. Nào tín bill, ok Thảo, ok em. Cái này eo 88 thôi nha. Này eo 88 thôi. Nè lông chuột nè, lông chuột. Con lông chuột này ít rách hơn cái con lúc đầu nè. Con lông chuột này ít rách hơn con lúc đầu nha. Nhưng mà con này size nhỏ. Ôi bà nội mẹ nó. Ai mà vừa con lông chuột đây là may mắn lắm luôn ấy. Eo 88 con lông chuột này. Lông chuột này eo 88 nha. Mấy chị về á, mấy chị mặc. Khi mấy chị mặc vô nó sẽ nãy giờ em đo eo, nếu mà mấy chị hở như đây này mấy chị từ từ kéo vào. Một hồi khoảng cỡ 5 phút là nó vừa cái bụng mấy chị luôn. Nó đi ngoài đường nó không bao giờ tuột. Mấy chị mua quần hàng xưởng là đi nó sẽ bị tuột, sẽ bị tuột. Mấy chị có bị triệu chứng đó không? Mấy chị có bị cái khúc mà mua hàng xưởng đi một hồi nó tuột quần không? Em hỏi mấy chị nè, nếu mà mình mặc mình có nay bụng mình mang cái nịt vô nó sẽ bị đau, nó sẽ bị cứng đau. Còn nếu mấy chị mặc hàng xưởng có phải mấy chị đi một hồi nó sẽ bị tuột không? Có không? Có chị nào bị không? Còn riêng hàng rin này mà cái lúc em đo eo em kéo cái độ co giãn ra là mấy chị phải mặc vừa cái độ co giãn nó là đi, mấy chị đi nguyên ngày không bao giờ tuột. Trừ khi mấy chị bị rộng. Mà em đi hàng xưởng cái là điên hồi em tuột muốn tới giái luôn. Eo 88 lông chuột nè. 88 lông chuột eo nha. Eo 88 lông chuột. Chị nào chốt eo 88 lông chuột chốt giùm em nha. Để xong chị xuống chị sửa cái bill em nó còn nửa bao hàng. Mấy giờ rồi? 4 giờ, lại 2 tiếng rồi đó. Nè quần hàng độc co giãn nè. Quần hàng độc co giãn nè quý vị. Đẹp chưa? À, nó không có size lớn, nó có size lớn nó chết mẹ nó với em rồi. Em nhí nhảnh lắm, 40 tuổi cho em nhí nhảnh lắm. Thiệt. Eo 92. Eo 92. Chốt giùm em quần eo 92 nha. Mấy con lông chuột ở ngoài cái màu nó làm đẹp ghê. Em nhìn qua bên hông em thấy nó quá đẹp ghê gớm luôn. Eo 92. Chế nào chốt eo 92. Chốt lên giùm em eo 92 quần. Chút nữa mấy chị muốn em lấy lô sọt hay lô dài? Lô sọt đi ha. Chút nữa em xuống em kiếm ít sọt nữa. Đây mấy chị, quần này là hồi xưa em có bán cái nè. Đó, cái tua nó dễ thương lắm. Cái tua nó rất là dễ thương. Quần này size 11 mà hơi nhỏ ha. Quần size 11 hơi nhỏ. Em được không? À, cái này chị Linh Quỳnh có thể nào chị đi kiếm cái gì chị đo cái eo chị được không? Chị có thể là chị đi kiếm gì chị đo cái eo chị được không? 68kg. Cái này chị Linh Quỳnh vừa nè. Cái này chị Linh Quỳnh lấy đi nè. Linh Quỳnh lấy cái này cho em lại eo 92 nè. Chị Linh Quỳnh lấy cái eo 92 nè. Cho em lại địa chỉ số điện thoại inbox lại cho em nha. Linh Quỳnh ơi, inbox lại em địa chỉ số điện thoại lại nha. Tại vì bữa nay em làm app á. Em làm giao hàng nhanh chứ em không có gửi bưu điện nữa. Ha. Ha chị Linh ha. Rảnh rảnh đi xả cho lô áo. Linh Huỳnh nè. Hai trăm tám.
em đừng đi. Con này eo 80 rồi mấy chị. Con này eo nhỏ lắm luôn á. Này eo 80 nha quý vị nha. Con này eo 80. Eo nhỏ lắm luôn á. Eo nhỏ để em trả lại á. Mà tại thấy phân quần đẹp quá. Cái hốt quá. Thôi em lên con này nữa em nghĩ em chạy đi lấy cái quần lô quần sọ đi chứ không người ta dành hết. Con này size lớn nè. Trời ơi. Eo 100 cho tôi nha Yên ơi. Chốt con quần mặc đi. Nãy giờ chưa hốt được con nào luôn á. Nha. Chốt con này cho Ý Yên coi. Ý Yên nay được 2 con rồi nha. Ý Yên nay được 2 con rồi nha quý vị nha. Chốt con này cho Ý Yên coi. Nay được 2 con rồi nha quý vị nha. Lên con quần sơn. Ai chưa chốt quần sơn thì chốt nha. Hồi nãy ai chốt trọt quần sơn nè. Rồi quần sơn này ai chốt trọt eo chín mấy nè. Rồi quần sơn này eo 90-92. Quần sơn này eo 90 nè. Hồi nãy chế nào chốt quần sơn chậm. Minh Thư à. Minh Thư nãy có quần sơn chưa Minh Thư ơi. Linh Quỳnh quần sơn cũng vừa Linh Quỳnh nè. Ai chưa chốt quần sơn. Ai chưa chốt quần sơn. Chốt giùm em quần sơn. Nha. Ai chưa chốt quần sơn chốt phát lên quần sơn đi. Đây, quần sơn còn một con. Ai hồi nãy chưa kịp chốt quần sơn, chốt cái cuối cùng cho em đi phóng em lấy cái lô rin về đi mấy chị. À em mới nhận được đồ trời mi nè, vô đây kiếp, vô đây cái lô rin đẹp quá trời luôn. Ai chưa chốt quần sơn, chốt cho em quần sơn. Nha, quần sơn eo 90. Ai chưa chốt quần sơn, làm ơn. Nhanh nhanh. Chốt một con cuối cùng nghỉ nè. Nè coi quần nè. Cho mấy chị coi phom quần nè ha. Coi giãn nè ha. Coi quần sơn nó làm màu đẹp không. Quá đẹp không. Trời ơi. Ai. Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang. Em chốt quần sơn chị Minh Thư vừa nha. Mới nhận được đồ. Dạ ok chị Mina. Trời ơi cái lô quần xuất hôm nay đẹp quá. Tối là mình dành giật quần sọt nha mấy chị. Mình dành giật quần sọt nha. Trời ơi cái lô quần đẹp quá trời. Cầm cái nào lên cũng đích đáng đồng tiền hết trơn. Em đừng đi. Nghỉ chút mấy chị. Mấy chị nghỉ chút nha. Em chạy đi em lô hốt cái lô quần sọt đó à. Kiếm tiền đó à. Rồi tối gặp nhau nha. Có thể tối nay em ngồi đem like luôn. Vừa rin vừa áo sơ mi luôn. Rồi nghỉ nè.